chương 451, 456, vận dụng mạch hồn. Chương 456, vận dụng mạch hồn. U xà xong giết, đối mặt đỗ thương lôi quang điện mãng, lữ khôn nhưng là không có bất kỳ bối rối. Cấp tốc thủ ấn ngưng kết cánh tay phía trên từng người có quỷ dị phù văn phun trào. Tối hậu hóa thành hai cái phù văn bao cự mãng hư ảnh, thiểm điện lao ra. Hung hăng đối chàng hướng về phía lôi quang điện mãng mà đi. ầm hai cái cự mãng hư ảnh quấn quít lấy nhau, giống như bánh quay trèo giao thoa. Ầm ầm trùng kích đối chàng, trầm thấp trầm đục nhất thời truyền ra, lôi quang tàn phá bừa bãi. Phù văn lóe ra trong, năng lượng chôn vùi. Lúc này trên bầu trời hai người giao thủ, sợ là đã sớm vượt ra khỏi võ hầu cảnh phạm vi. Giờ tay nhấc chân bên trong, ở đây võ hầu cảnh không khỏi là run sợ, cái loại này tầng thứ. Đã có thể cùng võ vương cảnh bằng được đỗ thương thật mạnh võ vương cảnh sơ đăng tu vi sợ là cũng phải vì đó nhượng bộ lui binh đi nhân kiệt thiên tư quá kinh khủng hàng nhóm âu dương khâu nhịn không được sợ hãi than kia thiên hồ đế quốc lữ khôn cường hãn chút nào không rơi xuống hạ phong này thực lực của hai người cũng là có thể cùng chân chính võ vương cảnh chống đỡ được vượt cấp tác chiến không nói chơi thật là khủng bố a à. Âu Dương Khâu bên cạnh cách đó không xa, một cái to lớn lão nhân trong mắt tinh mang ba động. Ánh mắt vì đó chấn động. Nguyên lai like cho rằng Thạch Long đế quốc nhân người ngu ngốc, không gì hơn cái này mà thôi. Không nghĩ tới còn có chút bản lãnh. Giữa không trung, Lữ Khôn âm tà mà cười. Thạch Long đế quốc chưa bao giờ thiếu cường giả, thu hồi các ngươi dã tâm đi, bằng không. Nhất định biết vậy chẳng làm. Đỗ Thương đặt chân giữa không trung, xung quanh lôi điện quang mang tương liên. Khi thế bá đạo hủy diệt, làm người run sợ. Kiệt kiệt cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi thật đúng là chính là mở nổi lên phường nhuộm A. Buồn cười, lữ khôn cười lạnh không ngớt, lộ ra khinh thường. Vậy tiếp tục đi, đỗ thương quát nhẹ, thoại âm rơi xuống thời điểm, trên bầu trời lần thứ hai sấm vang chấp giật. Quanh thân ngân xà lôi điện diễn sinh, tối hậu trực tiếp ngưng tụ thành một cái lôi điện giao long. ầm ầm giao long rít gào, giống như kinh lôi nổ vang trời cao. Đây là đỗ vương phủ hiểu rõ tuyệt chiêu võ kỹ, lôi phù hóa giao. Chỉ là lúc này, lôi phù hóa giao theo đỗ thương trong tay thúc dục đi ra. So với đỗ giật lúc trước làm cho thúc dục lại không biết muốn cường hãn nhiều ít bị. Trên bầu trời, lôi đình tàn phá bừa bãi, khí tức có thể nói hủy diệt. Căn bản không phải đỗ giật lúc trước có thể tương đề tịnh luận. Lôi phù hóa giao lôi điện giao long mang kinh lôi tiếng gầm gừ tại đỗ thương dưới sự thúc giục ngân xà thiểm điện lóe ra tàn phá bừa bãi trời cao kèm theo mênh mông khí tức hủy diệt lôi điện giống như đại dương chiếu nghiêng xuống trực tiếp trấn áp hướng về phía lữ khôn mà đi kia cuồn cuộn lôi điện giống như ở trên trời tạo thành một mảnh lôi hải hắc vân cuồn cuộn sấm vang chấp giật vang vọng đất trời thật sự có tài chỉ là tựa hồ còn chưa đủ a à. Lữ khôn cười lạnh, tĩnh mịch hào quang vạn trượng. Trong hai con ngươi có trói mắt phù văn lóe ra. Một cỗ âm tà huyền khí giống như đạm hắc sắc mực nước theo thể nội đảm bảo dùng mà ra. Giống như hình thành một đạo cự đại hắc sắc quang trụ. Giờ khắc này, lữ khôn trên người khí tức tịch quyển thiên không, khí tức mạnh. Càng là trực tiếp vượt qua bình thường võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong đột nhiên lữ khôn khí tức trên người liền không phải là võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong có thể so sánh thậm chí tính có nhiều lên một gã chuẩn võ vương cảnh cường già trên người thậm chí nhàn nhạt mang một loại võ vương khí tức thật mạnh cảm giác đạo lữ khôn trên người lan tràn mà ra khí tức trên thành lầu thạch long đế quốc lão nhân nhịn không được khiếp sợ càng làm cho hết thảy trẻ tuổi vì đó kinh hô ngay cả lúc này đã mà quay về tương quân, cốc tâm nhan, còn có quỷ oa. Vu tước chờ cũng đúng lữ khôn cảm thấy không bằng. Phần phật, lữ khôn phía sau hắc sắc quang trụ lập tức hóa thành một đạo hắc sắc thủ ấn, thủ ấn bên trong. Trong lúc mơ hồ có linh xà tại du động, hắc sắc quang mang thâm thúy. Cất giấu một cỗ cực độ đáng sợ cuồng bạo lực lượng. Ngay lúc lôi đình giao long lướt tới kia một chốc, hắc sắc thủ ấn lập tức chụp được tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, ầm ầm va chạm vào nhau. Đáng sợ hai cỗ năng lượng vào thời khắc này đều cũng có như vẫn thạch hung hăng va chạm. Khiến người ta có chút dự liệu chính là như vậy hai cỗ năng lượng đối tràng. Không có lập tức gây nên chút nào trầm đột. Mà là hai cỗ lực lượng đối tràng không ngừng ăn mòn cùng rằng co, không gian xung quanh. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên từng vòng thật nhỏ vết nứt, lộ ra thâm thúy quang mang như là này hư không cũng phải bị xé rách. Toàn trường vô thanh, mọi ánh mắt nhìn lúc này trên bầu trời hắc sắc thủ ấn cùng lôi đình dao. Long đều là ánh mắt nhịn không được run dày kịch liệt thể nội huyền khí ngưng kết. Trong lòng hàn ý kéo lên, không khỏi là có thể cảm giác được kia trói mắt phù văn quang mang ăn. Mòn trong, ẩn chứa hai cỗ hủy diệt lực lượng. Giờ khắc này, trên thành lầu vô số ánh mắt khẩn trương ngay cả trấn bắc vương cùng hộ quốc vương ánh mắt hai người trong nổi lên rung động rốt cục trên bầu trời đối tràng có phản ứng từng cỗ một khí lãng phun trào mà ra kia lôi đình giao long cùng hai cái cự mãng hư ảnh lập tức giống như bom một loại hai cỗ lực lượng kinh khủng chính là tại trên bầu trời muốn nổ tung lên ào ào phù văn vỡ vụn huyền khí phun trào tia sáng chói mắt giống như lộng lẫy pháo hoa khoách tán ẩn chứa hiểu rõ kia năng lượng nhưng là cuồng bạo hủy diệt. Hạ không gian quảng trường mặt đất liên tiếp dạn nứt mở, đất dung núi truyền. Phong bạo tịch quyển, giống như tai nạn. Đạp đạp, lúc này đây, đỗ thương cũng vô pháp làm tiếp đến bất động không dung. Thân thể theo năng lượng cuồng bạo lào đảo đẩy lui mấy bước sau, một cước đạp ở trên hư không? Kích khởi ba động nhộn nhạo, lúc này mới ổn định thân thể. Hừ đỗ thương trong cổ họng truyền ra rên lên một tiếng một cỗ ngọt ngào tuôn ra sau đó cưỡng ép nuốt xuống yết hầu lữ khôn thân thể lúc này lại hơi lui về phía sau hai bước liền ổn định thân hình ánh mắt khẽ động thản nhiên cười lạnh nói ta nói rồi ngươi còn chưa đủ a à? xuất ra tất cả của ngươi thực lực đi nhìn trước không gian kia âm tà khí tức như phong bạo quân lữ khôn đỗ thương trong hai con ngươi ngân xà quang mang lóe ra lập tức trở nên ngưng trọng lập tức sắc bén dậy lên, thủ ấn ngưng kết. Quanh thân bên trong ngập trời ngân xà quang mang trật tự thể nội tịch quyển mà ra. Da thịt phía trên phù văn lóe ra, bộ da toàn thân bên trên, lôi điện nhộn nhạo. Hiện lên hoảng sợ lộng lẫy, điện mang ba động. Một cỗ khó mà hình dung bá đạo hủy diệt cảm giác tự đỗ thương thể nội lan tràn ra. Hống, bỗng dưng, đỗ thương mở miệng rít gào một tiếng, võ mạch câu thông. Toàn thân hóa thành phù văn sung thiên, một con cự đại tử sắc cự viên võ hồn xuất hiện. Tử sắc cự viên trên da có từng đạo lôi điện lan tràn. Dường như văn lộ một loại nhưng là thành tử sắc, xa xa nhìn qua giống như ma thần. Bá đạo hủy diệt khiến người ta run sợ. Ầm, này một chốc trên không gió nổi mây phun, lôi điện giao thoa, nổ vang bên tai không rớt. Kinh khủng tử sắc cự viên ngang trời, không có hư ảo cùng thực chất hóa tranh lệch không bao nhiêu. Giống như một đầu chân chính tử sắc cự viên ngang trời. Cùng võ hầu cảnh tu vi câu thông mạch hồn cùng mạch hồn tương dung sau bộ dáng. Hoàn toàn là không giống nhau. Tử quang lôi bạo viên, thiên thú bảng thượng có bài danh đáng sợ yêu thú A. Đây là đỗ thương mạch hồn, nghe nói ban đầu là đỗ vương phủ một loại cường giả đi xa Trung Châu. Mật địa, bỏ ra không ít đại giới, mới vì đỗ thương đạt được tử quang lôi bạo viên tinh huyết cầu thông mạch hồn võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong không có đặt chân võ vương cảnh nhưng là có thể hoàn toàn cùng mạch hồn tương dung không hổ là nhân kiệt thiên tư võ hầu cảnh có thể cùng mạch hồn hoàn toàn tương dung thẳng bức võ vương cảnh cũng chỉ có nhân kiệt thiên tư người mới có thể làm được sợ là võ hầu cảnh bên trong đỗ thương tái không địch thủ võ hầu cảnh vô pháp chống đỡ thành lâu cùng quảng trường bốn phía lúc này nhìn thấy tình cảnh này Tất cả các lão nhân cũng không khỏi là vì chi chấn chấn động ngây ngô, nhân Kiệt Thiên Tư. Khủng bố như vậy, muốn phân ra thắng bại sao? Đỗ Vương phủ đội hình, ánh mắt vì đó kỳ vọng, Đỗ Thương nhân Kiệt Thiên Tư. Không đến võ vương cảnh, nhưng là có võ vương cảnh chi uy, đối thủ cũng nữa khó mà đối kháng. Nhìn trước không gian, tử quang lôi bạo viên ánh mắt bên trong lôi quang ba động. Khổng lồ hơn 10 trượng thân thể đứng vững giữa không trung rực rỡ phù văn cùng lôi quang tự thể nội bạo dũng, trên bầu trời, hắc vân bên trong. Vô số lôi quang lan tràn, bốn phía thiên hôn địa ám trong. Chiếu dọi bầu trời quảng trường óng ánh khắp nơi, giống như thiên phạt. ầm ầm lôi minh vang vọng, ở trên không vang dội không thôi. Lập tức tại tử quang lôi bạo viên bốn phía xoay quanh. Từng đạo lôi quang ngay từ quang lôi bạo viên bốn phía rít gào nổ vang. Làm cho trên không càng ngày càng rực rỡ. Không gian bên trong phát ra leng keng tiếng vang kỳ quái. Sau đó tử quang lôi bạo viên trên đỉnh đầu từng đạo ngân sắc thiểm điện. Bắt đầu ngưng tụ thành một cái chừng mười mấy trượng khổng lồ lôi đình vòng xoáy. Ngân xà lóe ra, vòng xoáy xoay tròn không ngớt, từng đạo năng lượng phong cuồng tuôn ra. Làm cho tử quang lôi bạo viên quanh thân đều bị lôi đình quấn, khí tức bá đạo hủy diệt. Giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới, thành lâu phía trên đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt Lúc này một mảnh đỏ lên, giống như là đang nhẫn nại lấy thống khổ gì. Lúc này đỗ thương trên người kia câu thông mà ra lôi đình. Làm cho đỗ thiếu phủ thể nội kia một cỗ ẩn núp lực lượng thần bí bắt đầu thức tỉnh rồi. Phần Phật, tử quang lôi bạo viên di chuyển, phất tay mà động. Bốn phía kinh khủng lôi điện vòng xoáy run dày. Hình thành một cái hơn 10 trượng khổng lồ lôi đình quang cầu. Sau đó dán tại tử quang lôi bạo viên lòng bàn tay bên trong. Lúc này, bốn phía vô số người sắc mặt trắng bạch, run sợ. Tự kia lôi cầu phía trên tràn ngập mà mở hủy diệt năng lượng. Sợ là đủ để có thể đem một phe này quảng trường san thành bình địa. Đem bốn phía sinh linh đánh chết hồn phi phách tán. Lúc này đỗ thương làm cho thúc giục thực lực, sung thiên hách địa. Thật là khủng khiếp, sợ là chân chính võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi. Lúc này cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh không dám đối kháng đi thành lâu phía trên đông đảo lão nhân khiếp sợ kia khủng bố có thể nếu là tùy ý nổ tung đến lúc đó cái này phương quảng trường bốn phía vô số sinh linh sợ là liền gặp vận rủi lớn ầm lôi cầu di chuyển từ quang lôi bạo viên bạo sông mà ra thúc trong lòng bàn tay bên trong thân hình khổng lồ hầu như không sai biệt lắm cự đại khủng bố lôi cầu trấn áp hướng về phía lô khôn này một chốc lôi cầu mà động, vô số thực chất hóa lôi đình nổ bắn ra trời cao. Khí tức phong cuồng hủy diệt, ngân sa tàn phá bừa bãi thương khung, xé rách không gian. Chương 452, 457, Nhân Vương Võ Vương. Chương 457, Nhân Vương Võ Vương. Ken két, lôi cầu đi qua chỗ, không gian tách ra, vô số khí lãng phủ văn chôn vùi, đi qua chỗ. Tựa như là lôi ra từng cái thật dài lôi đình như là một cái lôi long quay cuồng theo hư không nổi lên lôi cầu phía trên năng lượng đáng sợ lan tràn cuồn cuộn khí tức hủy diệt khiến người ta nhịn không được lông tơ dựng thẳng ra đầu nổ tung kia thiên hồ đế quốc lữ khôn cái này vô pháp đối kháng đi xuống đi thiên hồ đế quốc thì như thế nào có thể cùng ta thạch long đế quốc so sánh với ta thạch long đế quốc thế nhưng có đỗ thương tại mọi người sợ mất mật trong ánh mắt trong lòng cũng mang kỳ vọng này cuồn cuộn uy năng dưới chân chính võ vương cảnh sơ đăng tu vi cũng không dám đối kháng kia thiên hồ đế quốc lữ khôn sợ là sẽ không phàm cũng phải bị đỗ thương trấn áp thôi ta đỗ gia vẫn là đỗ gia người đỗ gia kiệt hôm nay ngạo nghễ vang vọng tứ phương nhìn lúc này đỗ thương làm cho thúc giục thực lực kinh khủng đỗ ra các lão nhân vì đó trong mắt cuồng nhiệt trẻ tuổi càng là vì đó sôi trào. Đỗ vương phủ đỗ ra, tại thạch long đế quốc bên trong, vẫn là không người có thể so sánh với. Nói rất dài dòng, kỳ thực cực nhanh. Tại vô số run dày kịch liệt phát lạnh ánh mắt nhìn soi mói. Kinh khủng kia lôi cầu kèm theo sấm vang chớp giật cùng lôi điện tàn phá bừa bãi đã đến lữ khôn. Trước người, mà giờ khắc này, đông đảo nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy Lữ Khôn nhưng là hơi phất tay, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng một trường. Trực tiếp dán tại kinh khủng kia hủy diệt lôi cầu phía trên. Này một chốc, Lữ Khôn khóe miệng một đạo nhàn nhạt cười lạnh phát thảo dương xuất. Trong miệng thở khẽ một chữ âm. Dừng lại, Lữ Khôn tiếng nói phun ra, ngay hết thảy ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy kinh khủng kia lôi cầu trước có vẻ cực kỳ nhỏ bé Lữ Khôn thân thể nhưng là nhẹ nhàng một trường rõ ràng là trực tiếp ngăn trở trụ lôi cầu ầm trưởng ấn trước làm cho lôi cầu ngạnh sinh sinh dừng lại đi tới vô pháp tại về phía trước tiến thêm nửa phần trời ạ à, một màn này xuất hiện quảng trường bốn phía nội ngoại vô số ánh mắt nhất thời vì đó ngây ngô từng đạo kinh hãi ánh mắt ngưng kết tại trên khuôn mặt này một chốc ngay cả trên thành lầu Trấn bắc vương cùng hộ quốc vương mặt của hai người bên trên nhãn thần nổi lên chấn động kịch liệt ánh mắt vì đó co rút chỉ có lúc này thiên hồ đế quốc đội hình bên trong được kêu là làm kính nguyệt ông lão tóc đen cùng tóc nâu lão giả mặt của hai người nổi lên hiện ngoại trừ tiếu ý ánh mắt lộ ra cười lạnh cùng coi thường đây hết thảy kết quả sớm ngay dự liệu của bọn họ bên trong thạch long đế quốc chi chung lại tại sao có thể có cùng thế hệ có thể chống đỡ lữ khôn đây là căn bản chuyện không thể nào theo bàn tay nhẹ nhàng dán tại bá đạo hủy diệt lôi cầu phía trên lữ khôn khóe miệng giấy lên một tia cười lạnh độ cong đạm mạc mà cười nói nhỏ không hổ là nhân kiệt thiên tư võ hầu cảnh bên trong vẫn là rất khó mà có người có thể đối kháng ngươi coi như là ta võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong thời điểm sợ là đối phó ngươi rượu tiêu hao một chút tay chân đỗ ra lôi điện áo nghĩa thật là bất phàm a à tiếng nói hơi làm dừng lại lữ khôn cười lạnh trên mặt đột nhiên nổi lên một tia trêu tức giống miêu đùa giỡn con chuột trêu tức đột nhiên kèm theo huyền khí thanh âm giống như tiếng sấm tại giữa không trung vang vọng ra chỉ tiếc bây giờ ta đã không phải là võ hầu mà là võ vương cảnh ngươi ở trước mặt ta lại coi là cái gì võ vương cảnh theo lữ khôn thoại âm rơi xuống toàn trường chấn động giống như hạn lôi ở bên tai vang vọng đủ để cho nhân run sợ trên bầu trời lữ khôn bàn chân đặt chân giữa không trung đụng vào ở đó hủy diệt lôi cầu bên trên thủ trường bỗng nhiên có sâu kín âm tà phù văn bộc phát ra liền tựa như là theo hắc ám thế giới bên trong bộc phát ra khí âm tà quét sạch trời cao trên bầu trời đột nhiên vì đó rung động không ngừng này một chốc lôi cầu cũng ở đây vì đó run dày xung quanh mảng lớn không gian vặn vẹo như là không gian liền băng toái mở. Sau đó rốt cục khắp nơi một trận run dày trong tiếng, cự đại lôi cầu ầm ầm run lên. Tối hậu rốt cục triệt để bạo liệt mà mở. ầm ầm lôi cầu nổ tung, kinh lôi nổ vang vang vọng thiên không, đinh tai nhức óc. Khiến người ta mang tai đau đớn. Thực lực thấp một chút người vây xem, hai tay gắt gao bưng hai lỗ tai, sắc mặt trắng bạch. Mồ hôi lạnh ứa ra kia lôi minh trấn nhân tâm phách, rung động linh hồn, vô pháp đối kháng phần phật năng lượng cuồng bạo phong bạo giống như cơn lốc quét ra mảng lớn phù văn trói mắt vỡ vụn ngân xa thiểm điện tàn phá bừa bãi mở cô cô đại địa cũng ở đây run dày kịch liệt không ngớt ngay cả quảng trường bốn phía cứng rắn dày dày thành lâu lúc này cũng ở đây vì đó lay động dạn nứt này một màn kinh khủng bốn phía vô số ánh mắt hít vào khí lạnh nhân kiệt thiên tư tuy rằng bất phàm thế nhưng tại bản vương trước mặt ngươi có đáng là gì bởi vì bản vương nhân vương đừng nói ngươi chỉ là võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong coi như là ngươi đã đặt chân võ vương cảnh như thường không phải là đối thủ dùng cái gì chống đỡ bản vương nhân vương chi uy trêu tức khinh thường tiếng cười lạnh vang vọng thoại âm rơi xuống lữ khôn thân ảnh đã xuất hiện ở đỗ thương trước người cùng với đồng thời còn có giống như quấn lên một cái linh xà khủng bố nắm đấm phù văn dâng lên tầng tầng lớp lớp rơi vào đỗ thương trong ngực bành phốc suy nắm đấm hạ xuống đỗ thương trước người lôi quang huyền khí vòng sáng trực tiếp dạn nứt vỡ vụn trong miệng ứng tiếng nhất ngụm đỏ sẫm tiên huyết dâng lên phía sau thân thể chính là giống như đoạn cánh người chim một loại theo giữa không trung bên trên thẳng tắp rơi xuống võ vương cảnh nhân vương thân thể trị lạc thời điểm ánh mắt ngước nhìn kia càng ngày càng xa âm tà thân ảnh đỗ thương xong đồng bên trong có chấn động cùng hoảng sợ mờ mịt cùng ngây ngô rất là phức tạp phanh 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 đỗ thương trị lạc trên quảng trường đất dung núi chuyển mặt đất liên tiếp băng toái mở bụi văng khắp nơi toái thạch kích xạ kể cả lúc này vô số người tâm cũng là vì đó hung hăng run lên giống là bị trọng trùy một cái thành lâu phía trên thạch long đế quốc mọi người từng đạo ánh mát Lúc này theo đỗ thương thân thể mà rơi, trong lòng rung động, đặc biệt đỗ ra người. Không khỏi là ánh mắt đờ đẫn buồn bã, giống như là theo thiên đường bỗng nhiên tiến vào địa ngục. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Lữ Khôn sẽ không đối thủ, chưa từng nghĩ đến. Này kết quả lại là như vậy. Nhân Vương, Lữ Khôn, Nhân Vương, người trong truyền thuyết Vương Thiên Tư thái. Đáng sợ, thật là đáng sợ, 22 đến 23 tuổi võ vương cảnh, Nhân Vương Thiên Tư đây là kinh khủng bực nào toàn trường ngây ngô thành lâu phía trên vô số lão nhân run đối với các đại thế lực cường giả mà nói nhân vương hai chữ này đại biểu cho cái gì người khác không biết bọn họ thế nhưng không gì sánh được rõ ràng nhân vương đó là một loại vượt ra khỏi nhân kiệt tồn tại cái loại này thiên phú đối với bọn hắn mà nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết truyền thuyết giữa thiên địa phàm là có thể đến nhân vương thiên tư cái loại này tồn tại tối hậu tại võ đạo hoặc là phù đạo phía trên đều có thể đặt chân đến một cái khủng bố tình trạng thường nhân hao hết sức lực cả đời bất kể là cố gắng như thế nào tu luyện cũng là vô pháp đặt chân tồn tại nhân vương thiên tư giống trong yêu thú huyết mạch một loại bá chủ vương giả huyết mạch trời sinh có thể áp chế vạn thú thống ngự vạn thú mà nhân vương thiên tư càng là có thể áp chế nhân kiệt áp chế vô số tu luyện giả Nhân tộc bên trong tuyệt đối vương giả, không thể đối kháng, vì đó sợ hãi. Lữ khôn niên kỷ tối đa 22 đến 23 tuổi, nhân vương thiên tư, võ vương chi cảnh. Kinh khủng như vậy thiên phú, đại biểu cho cái gì, một ít lão nhân biết đến rõ ràng nhất. Đồn đãi tu luyện đến sau cùng mức độ, võ hoàng cảnh sau võ tôn cảnh, mà càng sâu tầng thứ. Chỉ có những nhân kiệt đó, nhân vương mới có thể đặt chân, thường nhân muốn đặt chân cùng tận sức lực cả đời cũng có thể có thể là theo không kịp, khó như lên trời. Lữ khôn đặt chân giữa không trung, quần áo phần phật, mắt mang cười lạnh. Khóe miệng giấy lên một tia hài hước độ cong nhìn về bốn phía, kết quả này. Tại hắn đến đây thạch long đế quốc trước liền đã biết rồi. Nho nhỏ một cái thạch long đế quốc. Nếu không phải là bởi vì sư môn hữu mệnh cùng thiên hồ đế quốc quân hoàng mở miệng. Hắn tới đều lười tới quảng trường bốn phía hết thảy ánh mắt hầu như đều rơi ở giữa không trung kia một bóng người phía trên vì đó chấn động cùng sợ sệt kia trong lúc mơ hồ tự kia một bóng người thể nội lan tràn mà ra nhân vương uy áp khiến người ta giống như là yêu thú thấy yêu thú vương giả run nhân vương thiên tư đây là trời giúp thiên hồ đế quốc a trấn bắc vương con mắt run rẩy gầy nhom nếp nhăn trên khuôn mặt ánh mắt trong suốt trong này hiện lên lo lắng Thạch Long Đế quốc, lúc này đây thật là kiếp số khó chạy thoát sao? Hộ Quốc Vương khuôn mặt khẽ động, trong hai mắt lôi quang quang mang bên trong. Lúc này gian nan khổ cực tầng tầng lớp lớp. Đại công chúa Trình thắng nam mặt đẹp tái nhợt, phương tâm rung động song mâu bên trong. Một mảnh buồn bã, xa xa hoàng cung Kim Long điện bên trong trông rất sống động Kim Long xoay quanh. Một đạo long bào thân ảnh đứng chắp tay vô hình chung như là quanh thân có kim long hư ảnh xoay quanh, khiến cho nhân rất xa sợ. Mắt thấy đại điện đỉnh chóp, chán chói chặt thì thào nói nhỏ, lẽ nào lúc này đây? Thạch Long đế quốc thực sự muốn đối mặt kiếp số sao, trời giúp thiên hồ đế quốc A. À? Quy liệt trên quảng trường, đỗ thương thất bại thân ảnh theo đống đá vụn bên trong đứng lên. Máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, song đồng bên trong, ánh mắt uể oải, tràn ngập phức tạp. Chúng ta thất bại, dĩ nhiên thất bại. Không biết là bởi vì là đỗ thương thất bại vẫn là Lữ Khôn Cường Hãn, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Võ Thanh Hai, Quách Thiếu Phong. Nhị công chúa Trình Diễm đám người lúc này mỗi một người đều là ánh mắt đờ đẫn sững sờ. Thành lâu phía trên, Đỗ Thiếu phủ sắc mặt khôi phục như cũ, theo đỗ thương thất bại. Thể nội kia một cỗ vô hình trong bị liên lụy năng lượng thần bí lập tức tiêu thất. Hết thảy giống chưa từng xảy ra thạch long đế quốc không đỡ nổi một đòn mười ngọn phủ địa ngoan ngoãn dâng giữa không trung lữ khôn khuôn mặt giấy lên một tia cười lạnh ánh mắt quét ngang bốn phía tràn đầy khinh thường cùng châm chọc bốn phía quảng trường vô số ánh mắt rung động ánh mắt giận dữ đỗ thương thất bại sao đang nhìn bầu trời đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ động tuy rằng không lớn vui đỗ ra lúc này nhìn thấy đỗ thương thất bại nhìn trên bầu trời lữ khôn thân ảnh cũng là trong lòng có chút khó chịu, không nghĩ tới này Thạch Long đế quốc có một nhân kiệt. Thiên Hồ đế quốc còn có một nhân vương, đây chính là không yếu. Trần Thanh thuần thanh âm cũng ở đây đỗ thiếu phủ bên tai khe khẽ truyền vào, có chút cảm thán. Chương 453, 458, trêu tức khiêu khích. Chương 458, trêu tức khiêu khích. Nhân kiệt, nhân vương. Đỗ thiếu phủ đối với nhân kiệt cùng nhân vương khái niệm còn chưa phải là quá rõ ràng có chân thanh thuần lúc trước khai báo. Lúc này cũng không tiện lên tiếng đối với chân thanh thuần hỏi. Đỗ thương, người nhìn thấy chưa, như ta lúc trước theo lời, nhìn ngươi thảm bại. Sắc mặt của bọn họ cực kỳ đặc sắc đi, kiệt kiệt thạch long đế quốc trẻ tuổi. Không đỡ nổi một đòn, đều là người ngu ngốc phế vật. Trên bầu trời, lữ khôn bao quát trao quyền cho cấp dưới quảng trường lúc này bò dậy đỗ thương. Nói đùa ánh mắt giống miêu đùa giỡn con chuột một loại kiệt ngạo cười lạnh. Đỗ Thương mắt thấy giữa không trung tựa như muốn muốn mở miệng nói gì đó, còn chưa mở miệng. Khóe miệng chính là máu me đầm đìa, lần thứ hai phun ra đỏ sẫm tiên huyết. Nhìn uể oải khí tức cùng trắng bệch như cho gương mặt sắc mặt. Cũng là không có khả năng còn có sức tái chiến. Vương Bát Đản quá kiêu ngạo. Thắng lợi liền thắng lợi, dĩ nhiên lớn lối như thế đây cũng quá khi dễ người lữ khôn thoại âm rơi xuống toàn trường vì đó oán giận như vậy châm chọc cùng nhục nhã dưới mọi người ánh mắt xích hồng đây cũng quá khi dễ phương người chỉ là người ở chỗ này cũng đều rõ ràng ngay cả đỗ vương phủ đỗ thương đều thất bại kia thiên hồ đế quốc lữ khôn đích thật là có phách lối tiền vốn đừng nói là trẻ tuổi coi như là thế hệ trước toàn bộ thạch long đế quốc lại có mấy người sẽ là kia lữ khôn đối thủ sóng người ồn ào có người nhẹ giọng mắng vô số người oán giận nhưng là cũng không có dám thực sự đi tới kiệt kiệt thế nào thạch long đế quốc còn không tuyên bố bản thân thất bại sao chẳng lẽ là muốn ta giết kia đỗ thương không được đối với bốn phía trên quảng trường động tĩnh lữ khôn căn bản không có để ý tới ánh mắt khinh thường đảo qua sau tối hậu cười lạnh nhìn trên thành lầu thạch long đế quốc trong đội hình mọi người ánh mắt âm hàn cười lạnh khiêu khích chẳng qua là khi lữ khôn ánh mắt theo đỗ thiếu phủ trên người đảo qua thời điểm cũng là lần thứ hai hơi dừng lại một chút tuy rằng lúc trước theo man thú sơn mạch trở về thời gian không ngắn lúc này đối mặt kia thanh niên hắn vẫn có thể nhận ra lúc trước nếu không phải là tiểu tử kia đem bạch báo săn yêu đoàn hiểu rõ đội trưởng cũng làm rớt kia huyền phù môn người căn bản đi không xong hắn cũng không cần tối hậu tại huyền minh tông cùng huyền phù môn liên thủ trong chật vật đáo. Tẩu, Thạch Long đế quốc thiên hồ đế quốc, thành lâu phía trên, đại hán kia cường giả ánh mắt vô thần tịch mịch. Nghe lữ khôn châm chọc hài hước ngôn ngữ sau, cũng không khỏi không lập tức tuyên bố. Bằng không dựa theo quy tắc, lữ khôn tùy thời cũng còn có thể ra tay với đỗ thương. Chỉ là liền ở trên thành lầu đại hán kia cường giả tiếng nói còn không có toàn bộ hạ xuống lúc lữ khôn tiếng cười lạnh lần thứ hai truyền ra, khinh thường mà kiệt ngạo. Kèm theo huyền khí vang vọng bên trong quảng trường bên ngoài, nói, bằng không như vậy đi. Chỉ cần thạch long đế quốc trẻ tuổi trong còn có người dám lên tràng, sinh tử tự chịu. Coi như là các ngươi thắng lợi thế nào, còn có ai hay không dám lên tràng, kiệt kiệt. Lữ khôn thanh âm hạ xuống, trên thành lầu đại hán cường giả sinh sôi dừng lại ngôn ngữ. Ánh mắt nhất thời liền mắt thấy thành lâu phía trên, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Toàn trường con mắt động, hai mặt nhìn nhau, đánh giá chung quanh. Nhìn một chút có người hay không đi tới. Chỉ là ai cũng rõ ràng, trẻ tuổi bên trong, ngay cả nhân kiệt đỗ thương đều thê thảm bị thua. Toàn bộ đế quốc chi trung, lại còn có ai có thể lữ khôn đối thủ đây? Trừ phi là xuất hiện kỳ tích, xem ra Thạch Long đế quốc trẻ tuổi, không chỉ có là thực lực đồ ăn túi không đỡ nổi một đòn ngay cả lá gan đều là nhát như chuột. Làm sao có thể cùng chúng ta thiên hồ đế quốc so sánh với? Thanh âm chói tay theo lữ khôn trong miệng truyền ra. Giống nhau khinh thường cuồng ngạo cùng khiêu khích. Nhìn bốn phía quảng trường vô số thạch long đế quốc nhân giống miêu đùa giỡn bầy chuột. Không chút nào để ở trong lòng. Quá cuồng vọng, quá vũ nhục người. Sĩ khả sát bất khả nhục đi tới cùng hắn liều mạng thật chẳng lẽ âm mưu ta thiên hồ đế quốc không có nam nhân không được? Bốn phía tiếng người huyên náo, tức giận ngập trời, không khỏi là song quyền nắm chặt. Oán giận không ngớt, thành lâu phía trên, hết thầy cường giả lão nhân sắc mặt khó coi, mắt nhìn bốn phía trẻ tuổi. Nhưng là cũng chỉ có thể vì đó cảm thán, lúc này trẻ tuổi bên trong. Lại còn có ai có thể cùng lữ khôn đối kháng? Ta thạch long đế quốc truyền thừa mấy nghìn năm, bất kỳ một cái nào nam tử đều là đỉnh thiên lập địa đại nam nhi há có nhát như chuột hạng người quảng trường phía dưới một đạo tiếng hét lớn truyền ra một cái tu vi đến mạch linh huyền diệu tầng thứ to lớn thanh niên thân ảnh lướt ra hướng về phía trên bầu trời lữ khôn một quyền oanh kích mà đi có chút không tầm thường năng lượng nhộn nhạo giữa không trung không đỡ nổi một đòn lữ khôn sắc mặt cười lạnh hơi giơ tay lên một tay giam mà xuống kia to lớn thanh niên còn không có tiếp cận. Chính là ở giữa không trung cũng nữa khó mà tiến thêm nửa bước. Sau đó thân thể trực tiếp tại giữa không trung chấn vỡ, huyết vụ phiêu tán. Nhìn vậy vừa nãy nhào ra to lớn thanh niên nháy mắt hôi phi yên diệt hóa thành huyết vụ. Toàn trường vì đó rung động, nổi giận trên quảng trường bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái một hai mắt nhất thời tràn ngập huyết hồng chi sắc. Xuy xuy. Nhìn kia to lớn thanh niên sinh sôi hóa thành huyết vụ. Không ít lập tức nhào ra thân ảnh ngưng trệ tại giữa không trung. Theo oán giận nổi giận trong bị huyết vụ đánh thức. Hơi quá đáng, thật coi ta Thạch Long đế quốc không người không được. Thạch Long đế quốc cũng không thiếu nam nhân. Thạch Long đế quốc nữ nhân cũng không so với nam nhân kém. Thành lâu phía trên, Quỷ Oa, Vu Tức, Quách Thiếu Phong ánh mắt rung động. Tiên Huyết không để cho bọn họ kiêng kỵ, ngược lại là khơi dậy vô pháp đè nén phẫn nộ. Trong mắt Tinh mang lóe ra, bàn chân dẫm một cái mặt đất. Ba người đồng thời theo Đỗ Thiếu phủ sau lưng lướt ra. Ba bóng người lao thẳng tới Thiên Không Lữ Khôn mà đi. Ba người thân là Thạch Long Đế Quốc Vương phủ đệ tử. Lúc này làm sao có thể chịu được có người như vậy trêu tức cùng khiêu khích Thạch Long Đế Quốc. Coi như là không địch lại, tuyệt không trốn ở nhân sau đang ở giữa không trung, quỷ oa song đồng tinh mang lan tràn trong một cỗ tĩnh mịch chi sắc bao. Chùm hai mắt, quỷ mị lạnh lẽo, hắc sắc huyền khí cùng phù văn lướt động. Tĩnh mịch sát khí trực tiếp hội tụ thành chảo ấn, hướng về phía lữ khôn đè ép mà đi. Vu tước huyền chuyển thân thể trên không, mê hoặc thiên thành, trói mắt phù văn bao bọc. U minh chi khí tỏa ra, trong giây lát đó bộc phát ra càng thêm kinh người khí thế mảng lớn phù văn năng lượng trấn áp hướng về phía lữ khôn. Khí thế giống như cầu vồng nối tới mặt trời, quang mang trói mắt nở rộ tịch quyển trời cao. Càn la kiếm quyết, quách thiếu phong lướt không, càn la kiếm thúc dục phù văn rực rỡ. Chói mắt xương mù lan tràn bao phủ, khí thế trấn áp trời cao kèm theo vô thượng uy áp. Làm cho không gian xung quanh lúc này thiên địa năng lượng hỗn loạn mảng lớn kiếm ảnh răng khắp nơi ngoằn ngoèo phù văn nở rộ phù văn bay lượn tựa hồ là muốn phá hủy càn khôn kiếm ảnh giống như là muốn xuyên qua không gian đột nhiên như một cái thật lớn kiếm mang quang kén bao phủ hướng lữ khôn mà đi hừ đối mặt ba người công kích lữ khôn trong yết hầu hơi hừ lạnh một tiếng phất tay đảo qua một cỗ cuồn cuộn phù văn trực tiếp theo giữa không trung nổi lên tựa như là ở trước người giữa không trung bỗng nhiên nhấc lên một mảnh cự đại năng lượng sóng lớn như hồng thủy chút xuống. Chỉ một thoáng tầng tầng lớp lớp tịch quyển tại quỷ oa ba người trước người. Xì xì xì, hết thảy công kích nhưng là nhất thời băng toái thành đầy trời vỡ vụn phù văn. Dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi, trói mắt năng lượng phù văn nở rộ. trầm thấp âm bạo bỗng nhiên vang vọng, quỷ oa ba người công kích trực tiếp bị phá hủy. Phốc suy phốc suy theo ba người công kích dễ như trở bàn tay băng toái, quỷ oa, vu tước. Quách thiếu phong ba người dường như bị dáng đòn nặng nề, há mồm huyết dịch ho khan phun ra. Sắc mặt trắng bạch, ầm ầm, lập tức ba người thân thể giống như đoạn cánh người chim một loại theo giữa không trung hung. Hăng trụy lạc tầng tầng lớp lớp đập xuống tại mặt đất quảng trường, chấn đất rung núi truyền. Theo quỷ oa ba người bị oanh hạ quảng trường, bốn phía quảng trường bên trong càng là trợn mắt nhìn nhau, song quyền nắm chặt trên mặt gân xanh hiển lộ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, võ vương cảnh cường giả trước mặt. Ngay cả võ hầu cảnh viên mãn tu vi người không đỡ nổi một đòn, huống chi là bọn hắn đây. Đi tới cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Vô liêm sỉ, quá không đem ta thạch long đế quốc để ở trong mắt. Thành lâu phía trên, hết thảy người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, khí tức phun trào nhưng là không người nào dám tùy ý đi tới quỷ oa vu tước quách thiếu phong ba người liên thủ lấy thực lực của bọn họ nhất chiêu trọng thương để lại một cái mạng nếu là bọn họ đi tới sợ sẽ là cùng đệ nhất nhân một dạng hồn phi phách tán ai thành lâu phía trên hết thảy lão nhân cảm thắn lúc này đừng nói là người tuổi trẻ ngay cả thế hệ trước bên trong ở đây ngoại trừ hộ quốc vương cùng trấn bắc vương ở ngoài lại còn có ai sẽ là lữ khôn đối thủ lúc này lẽ nào nhượng trấn bắc vương cùng hộ quốc vương hai người lên sân khấu sao hiển nhiên là không thể nếu để cho đường đường trấn bắc vương cùng hộ quốc vương ra sân trước không nói coi như là nhượng hộ quốc vương cùng trấn bắc vương không còn mặt mũi thạch long đế quốc bộ mặt sau này cũng chính là triệt để không còn sót lại chút gì hai nước cuộc chiến cũng liền cũng không còn cách nào phòng ngừa Ha 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 ha, còn có ai hay không dám đi lên đường đường thạch long đế quốc? Lẽ nào liền mấy cái này dám đi lên người sao, đều là phế vật nhát như chuột hạng người A. Giữa không trung nhìn thạch long đế quốc bốn phía vô số trên khuôn mặt đặc sắc thần sắc. Lữ khôn âm trầm cười to, ánh mắt theo trên thành lầu lúc này kia một đạo tử bào thân ảnh thanh. Đảo qua, sau đó bao quát phía dưới trên quảng trường dãy ruộng đỡ bò người lên quỷ oa cùng vu tước còn có quách thiếu phong ba người, khóe miệng phát thảo một đạo hàn ý độ cong, nói. Sinh tử tự chịu, nếu còn ở trên quảng trường, ta đây trước hết giết này ba cái. Nhìn một chút còn có ai hay không dám đi lên, kiệt kiệt. Thoại âm rơi xuống, lữ khôn khí tức phun trào, hàn ý hai mắt nhìn soi mói không gian ba người. Thân ảnh từng bước đáp xuống, giống miêu muốn giết chết trước khi chết con chuột trêu tức mà tiết coi thường quảng trường bốn phía khiêu khích toàn bộ thạch long đế quốc vương bát đản liều mạng với hắn cùng lắm thì vừa chết mọi người cùng nhau tiến lên a mắt thấy bầu trời tình cảm quần chúng xúc động người vây xem hai mắt đỏ như máu gân xanh lộ ra đồng thời ở nơi này bỗng dưng một đạo đặc biệt rõ ràng lọt và tai thanh âm vang vọng quảng trường lữ khôn ngươi dám động bọn họ một cọng tóc gáy ta để ngươi gấp trăm lần hoàn lại người động bọn họ thử xem. Chương 454, 459, tận phóng thân. Chương 459, tận phóng thân. Tiếng nói không phải là quá lớn, nhưng ở lúc này lại phá lệ vang vọng quảng trường. Chỉ một thoáng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Trên bầu trời, Lữ Khôn cũng là bỗng nhiên ngưng chạy thân thể, sau đó hơi xoay người. Ánh mắt nhìn về thành lâu phía trên. Quảng trường trên mặt đất, Quỷ Oa, Vu Tức, Quách Thiếu Phong ba người hai mặt nhìn nhau. Lập tức từng người ngẩng đầu nhìn về thành lâu phía trên. Kia một đạo thanh âm đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là rất tinh tường. Thành lâu phía trên, lúc này, hết thảy ánh mắt đều là theo tiếng sở vọng. Sau đó từng đạo ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Đỗ Thiếu phủ trên người. Vừa mới kia một đạo chủ nhân của thanh âm chính là tới từ Đỗ Thiếu phủ. Trấn Bắc Vương, Hộ Quốc Vương, Tạ Phỉ, Đại Công Chúa Trình Thắng Nam, Nhị Công Chúa Trình Diễm. Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Âu Dương Khâu, Âu Dương Sảng Trừng Ánh Mát. Lúc này cũng không khỏi rơi vào đỗ thiếu phủ trên người. Đỗ thiếu phủ lên mà đứng, mắt thấy trước không gian, giữa hai lông mày nhàn nhạt lãnh ý bôi qua. Âu Dương Sảng nhìn đỗ thiếu phủ, sau đó nhìn trên quảng trường máu me đầm địa quỷ oa ba người tựa hồ là muốn nói cái gì tối hậu không có nói ra chỉ là nói với đỗ thiếu phủ một tiếng hết thầy cẩn thận chút thiếu phủ trấn bắc vương gọi lại đỗ thiếu phủ gầy nhom nếp nhăn trên khuôn mặt ánh mắt bắt đầu thâm thúy liền nhìn đỗ thiếu phủ tối hậu không có gì cả lại nói đỗ thiếu phủ không nói gì hiện lên lãnh ý chán mở ra sau đó nhìn trấn bắc vương cùng âu dương sảng cười sau dưới lòng bàn chân huyền khí phun trào Thần ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân một cỗ kim sắc huyền khí phun trào. Vùng tay khuếch trương, giống như đại bàng dương cánh, nhất thời ta ta đáp xuống. Trực tiếp rơi vào trên quảng trường quỷ oa ba người trước người. Thần Dũng Hầu, đó là thần Dũng Hầu đỗ thiếu phủ, hắn muốn xuất thủ sao? Nghe nói hai ngày trước thần Dũng Hầu hai chiêu cũng nặng sang đỗ vương phủ đỗ giật. Lúc này nếu là toàn bộ đế quốc còn có trẻ tuổi có thể đối kháng lữ khôn vậy cũng chỉ có thần dũng hầu một người bốn phía bên trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt nhìn trên thành lầu giống như đại bàng dương cánh xuống từ bao thân ảnh nhất thời bắt đầu ánh mắt rung động là hắn hắn muốn xuất thủ sao thần dũng hầu đỗ thiếu phủ tuy rằng đánh bại đỗ giật có thể đỗ vương phủ đỗ thương đều không phải là đối thủ hắn lẽ nào liền là đối thủ sao trường lâu phía trên hết thảy vương phủ người cùng các lão nhân ánh mắt ba động lúc này cũng không khỏi lộ ra kỳ vọng chỉ có đỗ vương phủ người ánh mắt có chút phức tạp hừ đại ca cũng không địch đi tới cũng chỉ có mất mặt xấu hổ mà thôi đỗ vương phủ đám người đội hình sau sắc mặt vẫn như cũ còn trắng bạch đỗ giật lúc này nhìn vừa mới hạ xuống quảng trường kia một đạo tử bào thân ảnh trong mắt âm thầm bôi qua cười lạnh chi sắc suy suy thân ảnh hạ xuống kim sắc quang mang thu liễm tử bào khẽ động nhưng là không mang theo một tia bụi lập tức kia một đạo sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm bộ dáng tử bào thanh niên liền là xuất hiện ở trên quảng trường các ngươi không có sao chứ đỗ thiếu phủ nhìn trước người ba người ánh mắt khẽ động nói nhỏ mình biết không phải là đối thủ còn muốn lên sân khấu này có thể không phải là của các ngươi phong cách a chúng ta không có việc gì vu tước khẽ gật đầu trên khuôn mặt lộ ra một chút khổ sở tiếu ý độ cong. Quỷ oa cười nhạt một tiếng, hắc bào vạt áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, nhìn đỗ thiếu phủ. Nói nhỏ, có ít thứ, so với phong cách quan trọng hơn, tỉ như tôn nghiêm. Tỉ như nam nhân nên có cốt khí, tỉ như quốc uy. Kiệt kiệt tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, ta chỉ biết. Ngươi nhất định sẽ xen vào việc của người khác. Xem ra ba người này đối với ngươi rất trọng yếu, như vậy đi, ngươi theo ta đánh một trận người nếu như là có thể thắng ta tính là ngươi thạch long đế quốc thắng ba người này ta bảo chứng bất động bất quá ngươi muốn là không dám ta bảo chứng ba người này không ly khai quảng trường này ngươi trốn không thoát thế nào theo quỳ oa thoại âm rơi xuống trên bầu trời lữ khôn nhìn phía dưới đỗ thiếu phủ cười lạnh mà đạo lúc trước man thú sơn mạch bên trong tiểu tử này phá hủy hắn đại sự nếu là cả đời này không gặp được còn chưa tính dù sao lấy hắn bây giờ thiên phú và thực lực còn có thiên xà tông bên trong địa vị trong lòng cũng đã sớm quên mất đã từng man thú sơn mạch bên trong tiểu tử trung quy ở trong lòng hắn tiểu tử kia cùng hắn chính là một cái trên trời một cái dưới đất như vậy có thể nên hắn nhớ thương thế nhưng lúc này nhưng là trong lúc vô ý gặp được vậy dĩ nhiên không thể buông tha nghe lữ khôn đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn song đồng bên trong có ánh sáng màu vàng óng bắt đầu lan tràn thần dũng hầu thần dũng hầu thỉnh vi quốc nhất chiến thần dũng hầu thỉnh vi quốc nhất chiến đi thần dũng hầu thần dũng hầu thần dũng hầu bỗng dưng từng đạo tiếng giống theo quảng trường bốn phía vô số người vây xem trong vang vọng mà ra hết thảy oán giận người vây xem lúc này không khỏi là đưa mắt rơi vào đỗ thiếu phủ trên người cùng với nói là ánh mắt còn không bằng nói là hy vọng. Lúc này mọi người hy vọng đều rơi vào đỗ thiếu phủ trên người. Một quốc gia chi vọng tận phóng thân. Theo quảng trường bên trong mấy triệu tiếng gầm ngập trời, quảng trường ở ngoài. Từng cái rộng rãi trong đường phố bên ngoài, rậm rạp đám người cũng là theo hô to không ngớt. Chỉ một thoáng, thần dũng hầu tiếng hô to, đâu chỉ nghìn vạn thanh âm. Tiếng gầm vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc, sông thẳng đế đô hừ nghe bốn phía lúc này thần dũng hầu tiếng hô to vang tận mây xanh đinh tai nhức óc đỗ giật trình siêu hai người đều là âm thầm hừ lạnh một tiếng ánh mắt cực vi khó coi thành lâu hàng trình thắng nam cùng tạ phỉ hai người ánh mắt vẫn luôn là gắt gao rơi ở trên quảng trường kia một đạo tử bào trên thân ảnh kiệt kiệt thật là tình cảm quần chúng xúc động vô cùng náo nhiệt a à. nhìn hạ không gian kia phóng lên trời vang tận mây xanh tiếng gầm lữ khôn vẫn là khinh thường cùng cười lạnh tiểu tử ra tay đi ta không nhịn được nghĩ muốn nhìn chờ một hồi ngươi thất bại sau trên mặt bọn họ kia đặc sắc biểu tình một quốc gia chi vọng tận phóng thân ngươi xem ra ngươi không ra tay cũng quách thiếu phong nhìn đỗ thiếu phủ bên tai vài tóc mai lúc này nhiễm phải vết máu ta không biết cái gì là một quốc gia chi vọng ta đến từ biên thùy tiểu thành kỳ thực cũng không phải quá lý giải cái gì gọi là quốc uy Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người quỳ oa, quách thiếu phong, vu tước ba người, mở miệng nói. Bất quá tên kia động các ngươi tôn nghiêm, cốt khí cùng quốc uy, đó chính là động ta cốt khí. Tôn nghiêm cùng quốc uy, cho nên, liền thì sẽ không thể khách khí với hắn. Các ngươi lui xuống trước đi đi, những thứ khác giao cho ta là tốt rồi. Quỷ oa ba người nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức từng người trắng bạch trên mặt nổi lên tiếu ý. Hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Vu Tước nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, lúc này ba người tuy rằng đều là rất muốn Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ. Cũng biết Đỗ Thiếu Phủ hung hãn. Bất quá ba người nhưng là rõ ràng hơn, lúc này võ vương cảnh lữ khôn. Đó chính là trẻ tuổi không thể vượt qua một tòa đại sơn cùng bình chướng, muốn làm sao lữ khôn. Như thế nào sẽ dễ dàng? Ta thế nhưng võ bảng đệ nhất lẽ nào các người nghĩ thiên vũ học viện so ra kém cái gì thiên hồ? Đế quốc cùng thiên xà tông sao? Đỗ Thiếu phủ nhìn Vu Tước ba người cười nói, dĩ nhiên không phải, đừng cho Thiên Vũ học viện mất mặt. Quách Thiếu Phong nhìn Đỗ Thiếu phủ, thoại âm rơi xuống thời điểm. Đặc biệt lại là bỏ thêm một câu, bình thủ là được rồi, bình thủ coi như là thắng. Thoại âm rơi xuống, ba người nhất thời rời sân, trên khuôn mặt âm thầm ngưng trọng. Theo ba người kết cục, Đỗ Thiếu phủ ánh mắt khẽ động, từ bào run lên nhất thời thân ảnh bạt không dựng lên, nháy mắt trôi nổi giữa không trung, đặt chân mà đứng. Đem đỗ thiếu phủ thân ảnh rơi vào trên bầu trời. Bốn phía tiếng người huyên náo kinh lôi tiếng gầm, bỗng nhiên từ từ an yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt đều là khẩn trương rơi vào lúc này trên bầu trời kia một cái sau vai gánh vác. Khoan kiếm thanh niên trên người. Thần dũng hầu muốn động thủ sao? Thành lâu phía trên càng là đông đảo ánh mắt vì đó khẩn trương không ngớt quả nhiên vẫn là như vậy yêu sen vào việc của người khác này đáng tiếc lúc này đây. Người nên trả giá thật lớn. Lữ khôn ánh mắt nhìn đỗ thiếu phủ tuy rằng thanh niên trước mắt so với lúc trước tới. Thiếu vài phần thanh trĩ, nhiều hơn mấy phần thành thục có vẻ càng cương nghị cùng nhuệ khí. Bất quá bộ dáng kia nhưng là đủ để cho hắn một cái có thể nhận ra. Đỗ thiếu phủ nhìn trước mắt lữ khôn. Nhưng là nhãn thần sắc bén trong nhiều một phen thản nhiên, nói nhỏ năm đó ngươi như là chó nhà có tăng một dạng chạy trối chết, không biết tối hậu bị Huyền Phù môn cùng Huyền Minh tông nhân bắt không có, một trốn cực kỳ khổ cực đi, tựa hồ hai người trước đây liền nhận thức a, à. nhìn giữa không trung hai người nói chuyện trên thành lầu không ít ánh mắt nghi hoặc, nghe lời của hai người tựa hồ vẫn cùng Huyền Phù môn Huyền Minh tông những thứ kia quái vật, lớn có dây dưa ở bên trong, tiểu tử này tựa hồ cũng không thiếu bí mật a. À trấn bắc vương nhìn phía trước thiên không thì thào nói nhỏ tiểu thanh người nói đỗ thiếu phủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành lâu hàng đỗ tiểu yêu đứng ở đỗ tiểu thanh trên đầu vai nhẹ giọng nói đỗ tiểu yêu có thể cảm giác được kia lữ khôn thực lực rất mạnh không bình thường cường ca ca nhất định sẽ thắng lợi đỗ tiểu thanh mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhách tuy rằng điệp lông mày trong lộ ra một chút lo lắng nhưng đối với ca ca nhưng là tin tức mười phần mà lúc này theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống lúc lữ khôn khinh thường coi thường gương mặt nhất thời liền trở nên khó coi ngưng kết lại lập tức trên khuôn mặt nhưng là lần thứ hai nổi lên cười lạnh chi xác tràn đầy châm chọc cùng khinh thường lạnh nhạt nói người bây giờ ở trước mặt ta tính là thứ gì người lập tức liền vì những lời này mà trả giá thật lớn người còn chưa đủ tư cách năm đó thiên xà tông có người ở trước mặt ta kiêu ngạo kết quả của ngươi sẽ giống như hắn. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt giấy lên một tia dáng tê cười. Chỉ là song đồng bên trong hàn ý càng ngày càng sắc bén khiếp người. Ngươi đây là muốn chết. Lữ khôn rốt cục không nhịn được lấy hắn tu vi bây giờ cùng cái thiên phú. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ một cái tiểu tử ở trước mặt hắn làm càn cùng trêu tức? Hắn có thể trêu tức người khác nhưng tuyệt đối không thể cho phép có người không đem hắn không? Coi vào đâu? suy bàn tay nắm chặt lữ khôn trường bào cổ đẳng, phủ văn bao bọc. Cuồn cuộn âm hàn khí tức giống như sóng lớn sôi trào ba động trên bầu trời. Bỗng nhiên gió nổi mây phun. Lữ khôn ánh mắt trong sát na một mảnh âm hàn, sát ý tại song đồng phun trào. Nhìn thẳng đỗ thiếu phủ, cười lạnh nói, hôm nay liền cho ngươi biết. Ngươi bây giờ tại mặt của ta trước, đã không đỡ nổi một đòn, không có tư cách nữa kêu gào chương 455, 460, thần dũng vô địch. chương 460, thần dũng vô địch. Âm, âm tà khí tức phun trào, cuồn cuộn tịch quyền. Tối hậu ngưng tụ một đạo hắc sắc thâm thúy thủ ấn, kèm theo một cỗ âm tà sát khí. Giống như hắc vân tre đậy, phù văn lan tràn. Tối hậu hắc sắc thủ ấn hóa thành một cái hắc sắc cự xà. Hắc sắc cự xà giống như vật còn sống, uy áp sung thiên hách địa, lữ khôn thúc dục tại ầm ầm âm thanh trong thiểm điện hướng về phía đỗ thiếu phủ trấn áp tới xì xì hắc sắc cự xà giống như một cái hắc long xoay quanh uy áp khiến người ta run sợ năng lượng đáng sợ tràn ngập đi qua chỗ xung quanh không gian vì đó toàn bộ vặn vẹo hiển lộ ra một cái thật dài chân không giấu vết hiện lên xung quanh trong lúc mơ hồ lộ ra hắc sắc thâm thúy quang mang như là tùy thời cả vùng không gian muốn nổ tung cuồn cuộn uy áp so với lúc trước đối phó đỗ thương thực lực tới lữ khôn lúc này thúc giục thực lực cũng là có cường không kém lúc này hắc sắc cự xa thể nội tràn ngập kia sung thiên hách địa uy áp làm cho bốn phía trên quảng trường vô số người vây xem đều là trong lòng hồn phi phách tán lúc này quảng trường bốn phía mọi ánh mắt nhưng là cưỡng ép nhìn trên không ánh mắt huyết hồng từng cái một song quyền nắm chặt đang mong đợi có thể xuất hiện kỳ tích thần dũng hầu nhất định phải đối kháng ở a hy vọng cuối cùng thần dũng hầu quật khởi đi vì thạch long đế quốc đối kháng ở a thần dũng hầu van ngươi đối kháng ở đi lúc này bên trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt đang nhìn bầu trời trong lòng không khỏi là đang yên lặng cầu nguyện xuất hiện kỳ tích dưới loại tình huống này đại gia cũng chỉ có thể ngóng nhìn kỳ tích xuất hiện bởi vì mọi người kỳ thực trong lòng đều hiểu sợ là thần dũng hầu cũng vô pháp đối kháng kia lữ khôn. Tiểu tử, ngươi còn có thể nhượng ta ngoài ý muốn một lần sao? Thành lâu phía trên, trấn bắc vương sắc mặt ngưng trọng nhìn lữ khôn kia thiểm điện ngưng tụ mà. Già hắc sắc cự xà, kiêu uy thế khủng bố cho hắn biết võ vương cảnh dưới. Căn bản cũng không khả năng có người có thể đối kháng xuống. Thật là đáng sợ công kích, hắn có thể đối kháng xuống tới sao? trên thành lầu các đại vương phủ lão nhân đều là một lòng nhắc tới cuống họng bên trên ngay cả đỗ vương phủ người lúc này đều khuôn mặt thần sắc căng thẳng lữ khôn kia thực lực kinh khủng hạ hắc sắc cự xà trấn áp trời cao trấn áp hết thảy không thể địch nổi lúc này mọi người có thể làm cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần dũng hầu đỗ thiếu phủ trên người hắc sắc cự xà trấn áp trời cao cấp tốc xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước mặt mắt thấy liền đem đỗ thiếu phủ trấn áp thành mảnh vụn. Lữ khôn trong mắt càng phát ra hiện ra cuồng nhiệt khinh thường cùng sát ý, ở trong mắt hắn. Trước mắt kia tử bào tiểu tử, lúc này đã coi như là một kẻ đã chết. Không đến thời gian 2 năm, hắn có thể theo lúc trước đạt đến hiện tại võ vương cảnh sơ đăng. Đó là bởi vì thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch, chiếm được thiên xà tông cường giả quán thâu truyền thừa, còn chiếm được thiên xà tông trong các loại khó lường thật là tốt chỗ mà trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể cường thịnh trở lại qua hắn sao đó là tuyệt đối không cần khả năng chuyện tình tiểu tử đi tìm chết đi để cho bọn họ xem bọn hắn hy vọng như thường không đỡ nổi một đòn đồng phế vật lữ khôn sát ý lan tràn lạnh lẽo thấu xương lúc này bên trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt vì đó ngưng kết liền mắt thấy mà đang ở này tế đem kinh khủng kia hắc sắc cự xà dường như hắc sắc cự long xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước người thời điểm. Kia giống như vật còn sống sắc bén khiếp người hai mắt bao quát đỗ thiếu phủ thời điểm. Đỗ thiếu phủ rốt cục động. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đỗ thiếu phủ thủ ấn ngưng kết. Đột nhiên một cỗ khí tức thần bí tự thể nội lan tràn mà ra, song đồng bên trong. Từng cỗ một quỷ dị phù văn nhất thời lan tràn mà ra. Một cỗ cực đoan năng lượng kinh người tự thể nội cuốn tới, chấn nhân hồn phách. suy suy này một chốc đỗ thiếu phủ trong hai mắt giống như có vạn trượng quang mang bắn mạnh mà ra trong hai mắt phù văn quang mang trùng điệp tối hậu giống như quang mang bao phủ tại trước người hắc sắc cự xà trên người ồ giờ khắc này thành lâu phía trên trấn bắc vương cùng hộ quốc vương cảm thụ được đỗ thiếu phủ khí tức trên người cũng là vì đó lộ ra vẻ kinh ngạc khẩn trương song đồng từng người ánh mắt vì đó run lên như là tại đây hư nhược trong chờ mong, đột nhiên nhìn thấy một loại hy vọng. Hai người bất chi bất giác, bàn tay đều là nắm thành quyền đầu. Mà đang ở này đột nhiên, trên bầu trời, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kiêu uy áp sung thiên hách địa hắc sắc cự xà. Nhưng là đang bị đỗ thiếu phủ trong mắt quang mang chiếu rọi trong nháy mắt. Lạnh lẽo thấu xương song đồng đột nhiên ngốc trệ lên, như là động lại. Ken két sau đó đáng sợ kia hắc sắc cự xa. Chính là tại hạ không gian hết thảy trở nên ngây ngô cùng trong ánh mắt khiếp sợ. Từng tắc từng tắc băng toái. Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở lữ khôn trước người, chẳng biết tại sao. Lúc này lữ khôn ánh mắt cùng kia hắc sắc cự xa cũng biến thành ngốc trệ lên. Nhưng thật ra đỗ thiếu phủ trong mắt quỷ dị phù văn lập tức tiêu thất. Trên người kia một cỗ khí tức kinh khủng tiêu thất. Tùy theo tại đây ngắn ngủi đột nhiên. Một cỗ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố tự đỗ thiếu phủ thể nội như lũ quét bộc phát. Quanh thân kim sắc quang mang phóng lên trời, trong lúc mơ hồ kim sắc quang mang bên trong, như là có một con kim xí đại bàng điểu trấn xí mà ra. Kia trong lúc mơ hồ như ẩn như hiện kim xí đại bàng điểu hư ảnh bao phủ đỗ thiếu phủ. Giống đỗ thiếu phủ bản thân liền hóa thành một con kim xí đại bàng điểu. Ầm, một đạo quyền ấn bạo phát thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện liền ở trong mắt lữ khôn đờ đẫn thần sắc căn bản còn chưa kịp phản ứng thời điểm trên lồng ngực chính là đã bị đỗ thiếu phủ hung hăng oanh thượng một quyền phốc suy lúc này tại ngây ngô dưới lữ khôn võ vương cảnh thân thể như là bia ngắm một dạng không thể chịu đựng lúc này đỗ thiếu phủ một quyền nhất thời trong miệng tiên huyết phun ra kèm theo tiên huyết phun ra sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch Lữ khôn trong mắt đờ đẫn nhãn thần rốt cục bắt đầu khôi phục bình thường lên. Vẫn như cũ tựa hồ là có chút mơ mơ màng màng. Phần phật, cơ hồ là cùng lúc hắc sắc cự xà hoàn toàn tan vỡ mở, phù văn trói mắt nở rộ. Cuồn cuộn tịch quyển, ngắn ngủi nháy mắt, vô thanh vô tức tiêu thất. Cô cô, thời gian ngắn, hết thảy đều thời gian ngắn, khi nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm. Nhìn trên bầu trời kia nổ tung phù văn năng lượng vô số người đều là hung hăng hít vào khí lạnh không ai từng nghĩ tới kia đủ để chấn áp hết thảy hắc sắc cự xà ngay cả đỗ thương thời kỳ toàn thịnh tuyệt đối là vô pháp chống lại khủng bố công kích dĩ nhiên tại đỗ thiếu phủ trước mặt không hề tác dụng ngay cả đỗ thiếu phủ góc áo cũng không có chấn áp đến ngược lại là bị đỗ thiếu phủ một quyền sáng chế lập tức toàn bộ hạ không gian bên trong quảng trường bên ngoài hết thảy người vây xem như là toàn thân đột nhiên đánh một cái giật mình sâu trong linh hồn cũng là vì đó run lên ánh mắt nhất thời khiếp sợ ba động thể nội nhiệt huyết bắt đầu mênh mông ầm bỗng dưng toàn bộ thiên không ầm ầm vì đó run lên đỗ thiếu phủ trong tay một đạo thanh kim sắc quang mang bạo phát có thiên địa năng lượng nhất thời phun trào tụ đến thanh kim chi sắc quang mang thu liễm một thanh cả vật thể thanh kim chi sắc trường kiếm xuất hiện, bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập. Leng keng rung động, thanh kim trường kiếm nhìn như cổ sơ, kỳ thực cực kỳ linh động, kiếm phong độ công yêu nhã. Thanh kim quang mang tỏa sáng, phủ văn lưu chuyển, tự nhiên mà thành. hưu u, u, căn bản không hề chậm trễ chút nào, đỗ thiếu phủ huy kiếm bổ ra, nhìn như đơn giản vừa bổ. Nhưng là bên trong trường kiếm nhất thời tiếng sấm nổ vang vọng, thanh kim quang hoa mãnh liệt cơ hồ là muốn đem đỗ thiếu phủ bao phủ trong. Kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn đến lữ khôn trước người. O, O, N, G. Đơn giản một kiếm, lúc này lại như là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để lay động sơn hà. Sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy. Xì xì xì. Kiếm quang đi qua, phía dưới quảng trường mặt đất. Một cái thật dài khoảng cách mặt đất vết nứt liên tiếp băng toái mà ra giống như địa chấn địa liệt khiến người ta sợ hãi tâm hồn soạt lữ khôn hồi thần lại ánh mắt đại biến cấp tốc chợt lui quanh thân phù văn kinh hoàng bạo phát cũng không biết là thúc giục loại nào quỷ dị thân pháp võ kỹ thân ảnh dĩ nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi quan điểm tránh được kiếm quang chỉ là lúc này ai cũng có thể nhìn ra được lữ khôn lúc này đã trọng thương đặc biệt chẳng biết tại sao phản ứng chậm chạp không ít hốt hoảng thúc giục thực lực và tốc độ cũng là giảm bớt nhiều. Kém xa tít tắp lúc ban đầu đỉnh phong trạng thái. Phách ảnh biến, ngay lữ khôn thân ảnh cấp tốc lướt nhanh ra thời điểm. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt nhấc lên một tia cười lạnh. Trong tay thanh kim trên trường kiếm từng tầng một quang mang điệp ra nở rộ. Thân kiếm hóa thành tầng tầng lớp lớp liệm rác đều có trói mắt thanh kim phù văn nở rộ giống như kim xí đại bàng điều kim vũ một loại khí tức bá đạo khiếp người, quang hoa vung vãi. Liệm giác nhìn như chia lìa, kỳ thực tự nhiên mà thành chặt chẽ tương liên. Nháy mắt hóa thành một cái do thân kiếm chia lìa tương liên liệm giác thanh kim kiếm tiên. Xì xì xì, thanh kim kiếm tiên biến hóa, giống như linh mãng xuất động, giao long sung thiên. Đại bàng động không? Hưu u u. Đỗ thiếu phủ phất tay mà động, thanh kim kiếm tiên sắc bén lướt ra, linh động yêu mị khóc huyễn lóa mắt cũng tại không thể tưởng tượng nổi quan điểm trực tiếp lướt về phía lữ khôn trong ngực lữ khôn nhãn thần hoảng hốt cấp tốc né tránh tránh được trong ngực kinh khủng kia linh động yêu mị kiếm tiên nhưng là theo đầu vai trực tiếp xẹt qua giống như đảo câu kiếm tiên bay lượn hung hăng đem lữ khôn vai trái quấn lên một vòng nhưng là bị lữ khôn tối hậu bên ngoài thân thanh hắc sắc âm tà huyền khí vòng sáng cản trở chặn ầm cùng với đồng thời, đỗ thiếu phủ khẽ ngẩng đầu, song đồng bên trong, kim quang phun trào. Sắc bén khiếp người, thủ ấn run lên, phù văn lưu động, hào quang lóe ra. Quanh thân kim sắc phù văn trói mắt, giống như một vòng mặt trời mới mọc. Bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tăng lên tịch quyển mà ra. Sau lưng một đôi phù văn song xí chấn xí mà động, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập. Như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên. Suy lạp thanh kim kiếm tiên phía trên, một cỗ cuồn cuộn uy áp tăng lên, cầu thông thiên địa năng lượng. Giống như dao long xoay quanh, ken két, rốt cục thanh kim kiếm tiên trực tiếp phá hủy lúc này bị ảnh hưởng to lớn lữ khôn trên người. Hắc sắc huyền khí vòng sáng, kiếm tiên quấn xẹt qua. Sau đó chính là chỉnh tề đem lữ khôn một cánh tay trái đồng thời vòng đoạn. Phốc suy, lữ khôn cụt tay, máu me đầm đìa, mảng huyết vụ lớn vung vãi giữa không trung khóe miệng tiên huyết cũng là cuồng phún không thôi. Xì xì xì, thanh kim trường tiên yêu mị tối hậu hết thảy bay lượn. Lần thứ hai hóa thành kia tự nhiên mà thành cổ sơ yêu nhã một thanh thanh kim trường kiếm. a à, trên bầu trời, một đạo thê thảm tiếng kêu rên lập tức theo lữ khôn trong miệng cả tiếng truyền. Già, cụt tay đau, đau thấu tim gan, sắc mặt nhất thời trắng bệch như cho. Thần dũng hầu, thần dũng vô địch. Mà giờ khác này, bên trong quảng trường bên ngoài, vô số ánh mắt run dày kịch liệt. Thân thể run dày, bất đồng run dày, có người hai mắt ăn no nhiệt lệ. Từng đạo kích run dày tiếng reo hò vang vọng quảng trường bốn phía, sông thẳng đế đô mây xanh. Trường 456, 461, bất tử võ mạch. Trường 461, bất tử võ mạch. Đáng chết, thiên hồ đế quốc bên trong tương tự kinh hãi trong ánh mắt bỗng dưng lưỡng đạo âm trầm tiếng hét lớn truyền ra. Kia kính nguyệt cùng minh hồ hai vị lão giả dẫn đầu tại lữ khôn kia thê thảm trong tiếng kêu. Gào thê thảm hồi thần, ánh mắt thần sắc đều là đại biến. Hai bóng người bỗng nhiên chính là thiểm điện lao thẳng tới đỗ thiếu phủ mà đi. Đối với kính nguyệt cùng minh hồ hai người mà nói. Lữ khôn tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, đó là toàn bộ thiên hồ đế quốc hy vọng. Thiên xà tông trọng yếu đệ tử thân truyền nếu là lúc này đây thạch long đế quốc hành trình nhượng lữ khôn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn hai người bọn họ mặc dù đang thiên hồ đế quốc địa vị bài danh tại trước mười trong vòng nhưng không sánh bằng một cái lữ khôn cho nên lúc này nghe được lữ khôn kia kêu rên thảm thiết thanh lại nơi nào còn có thể nhịn được hai bóng người nhanh như tia chớp lao thẳng tới đỗ thiếu phủ kính nguyệt minh hồ bọn ngươi muốn làm cái gì như muốn là đồng thời một gắt gao nhìn chăm chú ở trên quảng trường trấn bắc vương hét lớn một tiếng kia nhìn như gầy nhom trong thân thể một cỗ kinh người hàn khí phun trào thân ảnh nhanh như tia chớp lướt ra tiểu bối giao thủ kính nguyệt minh hồ các ngươi dám can đảm nhúng tay hộ quốc vương hét lớn đem thanh âm truyền ra lúc một đạo phù văn quang mang lướt ra một cỗ cự đại uy áp bỗng nhiên lăng không tuôn ra thân ảnh cũng gấp ra tóc biến mất ở thành lâu phía trên. Xì xì xì, bốn người này xuất thủ, đều là nhanh như thiểm điện. Bốn bóng người lập tức tại giữa không trung đối tràng, bốn cổ năng lượng kích đãng Phù văn vỡ vụn, làm cho mảng lớn, không gian rung động, cuồn cuộn uy năng. Khiến người ta run dày kịch liệt. Bốn bóng người lập tức vừa chạm liền tách ra, đúng là kia kính nguyệt. Minh Hồ còn có chấn Bắc Vương cùng hộ quốc vương bốn người nhìn trước người Trấn Bắc Vương cùng hộ quốc vương, kính nguyệt. Minh Hồ sắc mặt của hai người nhưng là âm trầm khó coi. Nhìn trước không gian cách đó không xa thê thảm lữ khôn, càng là ánh mắt co quáp. Bọn họ đánh chết không nghĩ tới. Lữ khôn dĩ nhiên sẽ ở kia tử bào thanh niên trong tay tao ngộ lớn như vậy trọng thương. Các ngươi muốn làm gì, muốn nhúng tay sao? Trấn Bắc Vương mắt thấy kính Nguyệt Minh Hồ hai người, quanh thân hàn khí lan tràn một cỗ khiến người ta hàn băng thấu xương uy áp lập tức lan tràn làm cho chu không bên trong mơ hồ có băng xương bao trùm khiến người ta băng hàn run kính nguyệt ánh mắt âm trầm mà động quần áo phần phật thần sắc khó coi lập tức nói với trấn bắc vương hai vị chúng ta không có nhúng tay ý tứ lúc này đây chúng ta thiên hồ đế quốc cái thạch long đế quốc trẻ tuổi từng người năm người xuất chiến đã sớm kết thúc bây giờ là người trẻ tuổi chuyện của mình vậy dừng ở đây đi được lắm dừng ở đây. Trấn Bắc Vương cười lạnh, kính nguyệt trong lời nói ý tư thế nhưng nói minh bạch. Hai nước trong lúc đó quốc chiến đã sớm kết thúc, chính là thiên hồ đế quốc thắng. Cho nên hiện tại coi như là đỗ thiếu phủ thắng Lữ Khôn. Cũng chỉ là về sau người trẻ tuổi chuyện của mình, Lữ Khôn hiện tại coi như là thâu. Thạch Long đế quốc như thường còn là muốn thua trận 10 cái phủ đĩa tiếng nói hơi làm dừng lại chấn bắc vương hai mắt bên trong khí tức băng hàn phun trào mắt thấy ông lão tóc đen kia kính nguyệt lạnh lùng mà nói dĩ nhiên ngươi nói là người trẻ tuổi chuyện của mình vậy dựa theo người trẻ tuổi phương thức của mình kết thúc đi chỉ cần còn đăng quảng trường này bên trên vậy sinh tử tự chịu ai cũng không được can thiệp ngươi nghe vậy kính nguyệt nhất thời sắc mặt liền âm trầm khó coi tới cực điểm sinh tử tự chịu này bốn cái thế nhưng bốn lữ khôn lúc trước nói. Thề thảm tiếng kêu rên tự lữ khôn trong miệng lúc này từ từ đình chỉ, sắc mặt trắng bạch. Huyết hồng ánh mắt liền âm trầm nhìn thẳng đỗ thiếu phủ. Liền giống như bị thương độc xà nhìn chằm chằm kích thương bản thân thợ săn một loại oán độc. Không gì sánh được. Lúc này, lữ khôn hắn làm sao có thể tin tưởng trước mắt đỗ thiếu phủ. Dĩ nhiên có thể trọng thương cho hắn sơ man thú sơn mạch bên trong thiếu niên kia, bây giờ lại thành tựu cao hơn qua hắn. Vừa đối mặt dưới, để hắn trọng thương. Mà hết thảy này, chỉ có lữ khôn bản thân rõ ràng nhất. Hết thảy đều trước tiền não hải linh hồn bên trong. Bị đỗ thiếu phủ trong mắt kia một cỗ cự đại năng lượng trùng kích trực tiếp bị thương linh hồn. Kinh khủng kia linh hồn lực lượng cực độ đáng sợ, cũng là bởi vì hắn sơ suất nếu là hắn không bất cẩn kinh khủng kia linh hồn lực nhiều nhất là phá hủy công kích của hắn cũng khó mà thương đến bản thân của hắn coi như là có thể thương đến tuyệt đối là không cách nào để cho hắn vừa mới vậy trọng thương xoạt xoạt thời gian ngắn lữ khôn chỗ cụt tay tiên huyết phun đầu vai âm tà hắc sắc huyền khí bao bọc vết máu bắt đầu khô héo sau đó hơi ghé mắt nhìn kính nguyệt minh hồ hai người nói hai vị ta còn không có bại các ngươi lui ra đi chuyện này minh hồ thần sắc khó xử rõ ràng là không dám để cho lữ khôn mạo hiểm lữ khôn sắc mặt bắt đầu âm trầm nhìn minh hồ kính nguyệt hai người quát lên ta nói cho các ngươi lui ra lẽ nào không nghe được sao ta nói lại lần nữa xem ta còn không có thua kính nguyệt minh hồ hai người nhìn lữ khôn sau đó nhìn bầu trời cầm trong tay thanh kim trường kiếm đỗ thiếu phủ ở đó thanh kim trên trường kiếm bôi qua một chút không để lại dấu vết vẻ tham lam. Kia rõ ràng là một thanh cực kỳ bất phàm đạo khí. So với thạch long phong lôi kiếm cùng thanh dương hạo miểu kiếm bên trên uy thế. Lại không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là lúc này kia tử bào thanh niên đỗ thiếu phủ khí thế trên người. Ngược lại là không có ngay từ đầu vậy bỗng nhiên cường hoành. Điều này làm cho kính nguyệt cùng minh hồ hai người bọn họ trong lòng đều là âm thầm có nghi hoặc được vậy ngươi cẩn thận một chút kính nguyệt minh hồ hai mặt nhìn nhau từng người lặng yên hướng phía sau trên thành lầu thiên hồ đế quốc trong đội hình trong đám người đảo qua sau đó cắn răng sau gật đầu thân ảnh bắt đầu lướt lui kính nguyệt sáng mai minh nhi trong lòng hai người lúc này cũng là hy vọng lữ khôn có thể nhân cơ hội diệt trừ kia từ bào thanh niên bọn họ nhìn ra được lúc trước lữ khôn quá mức khinh thường mới có thể trọng thương nếu là lúc này có thể diệt trừ này từ bào thanh niên coi như là đoạn thạch long đế quốc hy vọng bằng không nhượng này bất phàm từ bào thanh niên trưởng thành nói không chừng thật đúng là sau này có thể trở thành thạch long đế quốc lương đống đến lúc đó thiên hồ đế quốc muốn đối phó thạch long đế quốc vậy càng không dễ dàng tìm hiểu thạch long đế quốc hư thực này cũng là bọn hắn lúc này đây đến đây mục đích thực sự một trong thiếu phủ đã như vậy vậy ngươi liền không cần khách khí sinh tử tự chịu chính ngươi cẩn thận trấn bắc vương đối với phía trước cách đó không xa đỗ thiếu phủ nói trong lời nói ý tứ lúc này ai cũng có thể nghe được nhìn như nhượng đỗ thiếu phủ cẩn thận mặt khác hàm nghĩa cũng là trấn bắc vương tức giận cho dù là lúc này đỗ thiếu phủ tiêu diệt lữ khôn cũng được nếu là có thể nhân cơ hội tiêu diệt thạch long đế quốc này võ vương cảnh nhân vương Mười cái phủ địa giá trị tuyệt đối. Siêu siêu, thoại âm rơi xuống, chấn bắc vương thân ảnh lướt lui. Hộ quốc vương quanh thân hào quang tràn ngập, song đồng nhìn đỗ thiếu phủ. Mơ hồ lôi quang lóe ra, nhưng là không nói gì thêm, thân ảnh lập tức theo chấn bắc vương trở ra. O, O, N, G. Giữa không trung lúc này đỗ thiếu phủ cầm trong tay, phách ảnh, thanh kim phù văn tỏa sáng tự nhiên mà thành, giống như đè nén một cỗ núi lửa năng lượng, có di sơn đảo hải uy năng. Đủ để lay động sơn hà, bá đạo phá hủy hết thảy. Được, thật là thật tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng trưởng thành đến trình độ như vậy. Âm Hàn ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu phủ, lữ khôn khóe miệng cười lạnh, tái nhợt sắc mặt xanh mét. Từng cỗ một hắc sắc âm tà khí tức từ từ tại kéo lên, theo loại này âm tà khí tức kéo lên trên người lúc này có chút quề oải khí tức cũng ở đây quỷ dị tăng cường. Xì xì xì, theo âm tà khí tức ba động hạ, lữ khôn bên ngoài thân bên trong. Có thâm thúy u u phù văn lan tràn, giống như là theo thể nội chỗ sâu leo mà ra. Mà một phe này chân trời không gian, bỗng nhiên xuất hiện một loại siêu ba động. Chỉ một thoáng, lấy lữ khôn làm trung tâm, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo giống như rào chắn không gian nổi lên rung động, chỉ là khoảnh khắc thời gian. Mảng lớn không gian vặn vẹo thành một loại quỷ dị độ cong, một cỗ ngập trời âm hàn khí tức. Lập tức hoàn toàn bộc phát ra đi. Lúc này cảm giác được kia bạo phát khoách tán âm hàn khí tức. Đỗ thiếu phủ thần sắc cũng là vì đó biến hóa, cho dù là cách nhau không ngắn cự ly. Đỗ thiếu phủ vẫn là có thể cảm giác được kia âm tà khí tức mang đến một loại cảm giác sợ hãi. Âm hàn khí tức lan tràn, khiến người ta thể nội tiên huyết đều phải vì đó cứng ngắc một loại. Linh hồn gây tê, ngay cả thân thể bắt đầu muốn ngưng kết cứng ngắc. Đây là cái gì khí tức quá kinh khủng? Quảng trường bốn phía, lúc này vô số ánh mắt vì đó run rẩy kịch liệt. Kia âm tà khí tức quá mức khủng bố, giống như là địa ngục chỗ sâu miệng cống mở ra. Hơi thở kia khiến người ta khó mà chống đỡ. Phần phật người đang lúc này, trên bầu trời, lữ khôn đứng trên không trung. Độc xà oán độc trong hai con ngươi lúc này hiện lên thâm thúy u u chi sắc Phóng thích hào mang, đầy vết máu, nhìn phá lệ quỷ dị. Ngay cả lữ khôn toàn thân lúc này bắt đầu trở nên dừ tợn. Tĩnh mịch quang mang bao trùm toàn thân, ngay cả trên khuôn mặt. Cũng là hắc sắc huyết quản gồ lên, giống như là muốn phá vỡ ra phù văn giao thoa tung hoành tại bên ngoài thân, nhưng là giống như máu đen vết bao trùm. Tái phụ trợ tái nhợt giữ tợn khuôn mặt nhìn qua giống như yêu tà quỷ vật. Xì xì xì. Giờ khắc này, lữ khôn chỗ cụt tay, vết thương giữ tợn, lập tức tại vô số ánh mắt hoảng sợ trong. Dĩ nhiên bắt đầu lan tràn hào quang, chỗ cụt tay quang mang lóe ra. Tối hậu một con lan tràn tĩnh mịch chi sắc sắc lõa lộ cánh tay lăng không sinh ra vừa mới cụt tay, dĩ nhiên lập tức hồi phục hoàn hảo như vậy. Trời ạ, à, cô cô, giờ khắc này, bốn phía quảng trường vô số ánh mắt kinh hãi. Không khỏi là vì đó hít vào khí lạnh, mơ hồ một cỗ cự đại uy áp. Đến từ huyết dịch sâu trong linh hồn, làm cho không người nào đoạn sợ hãi. Ý muốn phải vì thế mà phủ phục. O O N G. Đỗ thiếu phủ di chuyển, thân ảnh phiêu hốt như thần, toàn thân kim mang bao bọc còn như là ma xuất hiện ở lữ khôn trước người, kiếm quang bạo phát, một kiếm lướt xuống. Giống như xé rách không gian, nhất thời lần thứ hai bổ vào vừa mới lữ khôn sinh ra trên cánh. Tay của, suy lạp, kiếm quang xẹt qua, phách ảnh, phóng thích huy áp, cầu thông thiên địa năng lượng. Bá đạo phá hủy hết thảy phá hủy lữ khôn cánh tay phù văn quang mang phòng ngự. Đem lữ khôn vừa mới sinh ra cánh tay trực tiếp lần thứ hai sóng vai chặt đớt. Kiệt kiệt một đạo khí ở trong tay ngươi còn thúc giục không được toàn bộ uy lực. Ta là nhân vương, huyết mạch bất tử, thức tỉnh, bất tử võ mạch tiểu tử. Ngươi tái không phải là đối thủ của ta. Lữ khôn giữ tận thanh âm chói tay truyền ra, cụt tay dưới, mặt khác một tay run run. Một đạo trưởng ấn giống như bôn lôi. Trực tiếp gần trong gang tắc vỗ vào đỗ thiếu phủ trên người. mươi 457, 462, có thể hay không đối kháng chương 462, có thể hay không đối kháng. Bành, trầm thấp trầm đục thanh tự đỗ thiếu phủ trong ngực vang vọng. Quanh thân đạm kim sắc huyền khí phòng ngự, nháy mắt bị lữ khôn trưởng ấn dễ như chờ bàn tay đập nát. Khủng bố đại lực tịch quyển trung kích, sau đó đỗ thiếu phủ thân thể trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Xì xì xì, cùng với đồng thời, đỗ thiếu phủ thân ảnh trị lạc lốp mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức thúc dục đến cực hạn. Trong tay phách ảnh nháy mắt lần thứ hai hóa thành một cái do thân kiếm chia lìa tương liên. Liệm giác thanh kim kiếm tiên, bá đạo linh động, cổ sơ yêu mị, quỷ dị đâm thẳng lữ khôn ngực. Suy lạp, lữ khôn tách ra ngực chỗ yếu, tựa hồ cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng ngực ngũ tạng lục phủ. chi địa, nhưng mặc cho do kiếm tiên theo đầu vai xuyên qua mà qua, một cái lỗ máu hiển lộ tùy theo kiếm tiên cũng trở về xoay vòng thu hồi. Lỗ máu bên trong nhưng là không có bao nhiêu tiên huyết tràn ra, hào quang lan tràn. Lỗ máu trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo như vậy, ngay cả vừa mới chỗ cụt tay. Lần thứ hai dài ra một con mới cánh tay, hoàn hảo như lúc ban đầu. ầm đỗ thiếu phủ thân thể hung hăng té rớt tại trên mặt đất, chấn đất rung núi chuyển. Mảng lớn mặt đất vết nứt dạn nứt mở. Thần dũng hầu thất bại sao? đông đảo ánh mắt run dày kịch liệt lúc trước đỗ thương nhất chiêu bị oanh hạ mặt đất liền mất đi sức tái chiến mà lúc này thần dũng hầu đỗ thiếu phủ có thể hay không cũng là như vậy mà đang ở đông đảo ánh mắt mắt thấy hạ đỗ thiếu phủ theo toái thạch mặt đất trong vết nứt bò dậy sắc mặt lộ ra tái nhợt lập tức tại đông đảo lo lắng dưới ánh mắt mở miệng phun ra đạm kim sắc huyết dịch đứng lên thần dũng hầu khá lắm Thần Dũng Hầu tiếp tục đối kháng ở A. Quảng trường Chu Vi người xem lúc này nhìn thấy tình cảnh này không khỏi lo lắng. Từng cái một song quyền nắm chặt ở đó chờ âm tào uy áp hạ càng là toàn thân tuôn rơi run rẩy. Mạch Linh Cảnh bỉ ngạn người này tu vi chân chính tầng thứ. Cũng chỉ là Mạch Linh Cảnh bỉ ngạn tầng thứ mà thôi. Lúc này trên thành lầu người rốt cục xác định đỗ thiếu phủ tu vi chân chính tầng thứ không khỏi là lần thứ hai kinh hãi đỗ thiếu phủ dĩ nhiên chỉ là mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ mà thôi ngay cả võ hầu cảnh sơ đăng cũng không có đến mà chỉ là mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ dĩ nhiên liền đối kháng hạ lúc này lữ khôn đây là bản thân đối với ở đây mọi người mà nói cũng đã một loại thật sâu rung động thành lâu phía trên thiên hồ đế quốc trong đội hình kính nguyệt minh hồ chờ ánh mắt lần thứ hai nổi lên cười lạnh đây là nhân vương thiên tư khủng bố sao lập tức nhìn quỷ dị kia rung động lữ khôn cảm giác lúc này kia làm cho các lão nhân như muốn phải vì thế mà phủ phục khó mà chống đỡ quỷ dị uy áp thành lâu phía trên thạch long đế quốc người không khỏi là vẻ mặt nghiêm túc vẻn vẹn chỉ là mạch linh cảnh đỗ thiếu phủ tự nhiên là có một chút chỗ đặc biệt nhưng cái khó đạo còn có thể chân chính đối kháng ở võ vương cảnh lữ khôn sao coi như là Lữ Khôn đã bị xuất kỳ bất ý quỷ dị bị trọng thương. Nhưng vẫn là chân chính võ vương cảnh. Đỗ Thiếu phủ mắt thấy thiên không, lau chùi vết máu ở khóe miệng. Lúc này trên bầu trời kia Lữ Khôn giống như yêu tà quỷ vật. Tự thân bên trên lan tràn mà ra một cỗ khí tức, nhưng là khủng bố lốc. Đặc biệt kia một cỗ uy áp lan tràn, khiến người ta muốn trong lòng nằm dạp trên mặt đất bất tử võ mạch trên người tiểu tử kia bất tử võ mạch tuy rằng cực kỳ hỗn tạp bất quá thật đúng là bất tử võ mạch mặc dù không cách nào cùng chân chính bất tử võ mạch so sánh với nhưng là đủ để có nhân vương thiên tư nhưng vào lúc này chân thanh thuần thanh âm lần thứ hai truyền vào đỗ thiếu phủ trong tai trong thanh âm mang kinh ngạc thanh thuần các quỷ dị này âm tà ngoạn ý chính là bất tử võ mạch sao đỗ thiếu phủ nhẹ giọng hỏi đừng lên tiếng, thiên hồ đế quốc bên trong ẩn tàng rồi cường giả. Vừa mới ta lực lượng nguyên thần mượn dùng thân thể ngươi xuất thủ, đã kém chút gây nên chú ý. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân. Người này tuy rằng có bất tử võ mạch. Này bất tử võ mạch còn xa xa vô pháp cùng chân chính bất tử võ mạch so sánh với. Chân chính bất tử võ mạch đó là trời sinh trí tôn thân thể trong truyền thuyết những thứ kia đại tộc mới có người này còn kém xa lắm đây chân thanh thuần thanh âm tiếp tục truyền vào đỗ thiếu phủ trong tai người này đã bị trọng thương lúc này ảnh hưởng cự đại căn bản là không có cách phát huy võ vương cảnh nhân vương nên có thực lực này bất tử võ mạch trừ phi có thể trọng thương đến chỗ yếu bằng không căn bản là không có cách đối phó lấy thực lực của ngươi bây giờ càng là khó mà làm được người đỉnh phong đạo khí ngươi cũng vô pháp thúc giục toàn bộ uy năng không trọng thương đến chỗ yếu cũng đúng bất tử võ mạch không có quá lớn hiệu quả trái lại cho ngươi tiêu hao rất lớn ngươi phải nghĩ biện pháp đối phó tốt nhất có thể trấn áp này bất tử võ mạch cực kỳ hỗn tạp cho nên ngũ tạng lục phủ những thứ kia chỗ hiểm chính là nhược điểm nghĩ biện pháp đối phó nhược điểm bất tử võ mạch có thể nói bất tử quá khó khăn đối phó ngươi tự nghĩ biện pháp, nhớ kỹ tuyệt đối đừng ngạnh kháng. Đỗ thiếu phủ con mắt động, gắt gao đang nhìn bầu trời. Lúc trước xuất thủ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến lữ khôn linh hồn. Đó là bởi vì có chân thanh thuần lực lượng nguyên thần tương trợ. Lấy chân thanh thuần lực lượng nguyên thần thúc giục linh phù sư một loại công kích linh hồn. Đã kém chút đưa tới chú ý. Nếu là lúc này nhượng chân thanh thuần đang giúp đỡ, sợ là cũng sẽ trực tiếp bại lộ chân thanh thuần nguyên thần tồn tại. Đến lúc đó hậu quả nhiều ít sẽ có chút phiền phức. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Lữ khôn giữ tợn lớn khuôn mặt xanh mét tĩnh mịch quỷ dị ánh mắt oán hận hung ác nham hiểm. Kèm theo ngập trời khí âm tà, khiến người ta huyết dịch ngưng kết thân thể cứng ngắc. Linh hồn ngây ngô, thân thể đáp xuống, một đạo hắc sắc trưởng ấn lan tràn. Lao xuống đè ép hướng về phía đỗ thiếu phủ. Ngao o o. Đỗ thiếu phủ trong tay, phách ảnh thu vào thể nội không thấy. Sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm lúc này cũng bị cởi xuống cắm vào bên cạnh mặt đất. Dưới lòng bàn chân quy liệt quảng trường mặt đất không ngừng kịch liệt ba động. Lập tức trong miệng một đạo tiếng hét lớn tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài. Bỗng dưng, khí thế bá đạo vô song, bễ nghệ vạn vật. Ầm bá đạo kích đãng khí thế trong đỗ thiếu phủ quanh thân phù văn nở rộ ba động mang giống như phạm âm tiếng sấm nổ hóa thành một đạo trưởng ấn kèm theo khó mà phát giác quỹ tích cùng phù văn ba động tối hậu giống như vẫn thạch đối tràng hung hăng trùng kích mà lên đụng vào lữ khôn trưởng ấn bên trên như vậy đối tràng không gian cũng như khoảng cách áp bách vạn vẹo ở cùng nhau cự đại nổ vang dường như kinh lôi vang vọng không gian ầm ầm cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng ba động khuếch tán toàn bộ không gian xung quanh đều là trấn đắc cấp tốc run dày xung quanh đã sớm dạn nứt quảng trường mặt đất lúc này lần thứ hai tăng lên xa xa không ít thành lâu phía trên quảng trường tường thành kèm theo sơn băng địa liệt ầm ầm âm thanh dẫn đầu nghiêng đổ nát ken két sau đó đường phố xa xa bên trên liên tiếp dạn nứt năng lượng kinh khủng khuếch tán khiến lòng người thần run rẩy sợ hãi, như tai nạn hàng lâm. Kinh khủng phù văn cơn bão năng lượng nhất thời dường như cụ gió vậy quét ra. Song khi mà những phù văn cơn bão năng lượng đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc. Nhưng là nháy mắt đột nhiên ngừng lại, từ từ chôn vùi. Thực lực thật là đáng sợ. Bên trong quảng trường bên ngoài, thành lâu phía trên, vô số ánh mắt đối diện. Đều là rung động thật sâu. Hừ. Năng lượng khuếch tán lúc, Đỗ Thiếu phủ thân ảnh run lên, nhất thời về phía sau đẩy lui. Hai chân hãm sâu đến nham thạch quảng trường mặt đất bên trong. Giữa cổ họng truyền ra một đạo kêu rên thanh âm, khóe miệng đồng thời có đạm kim sắc vết máu tràn ra. Ngay cả quanh thân khí tức cũng bị chấn hỗn loạn, Lữ Khôn thân ảnh về phía sau đẩy lui run lên. Tại Đỗ Thiếu phủ một quyền dưới tương tự bị không ít ảnh hưởng giữ tận thần sắc trong mắt bôi qua chấn động, lập tức càng phát ra oán độc. Nếu là hắn không bị đạo trọng thương ảnh hưởng, giờ phút này đỗ thiếu phủ cường thịnh trở lại. Vừa mới cũng là khó mà chống đỡ hắn. Nhìn ngươi có thể đối kháng vài lần, nỏ mạnh hết đà đi. Lữ khôn cười lạnh, thân ảnh lướt không, âm tà ngập trời, lần thứ hai lao thẳng tới đỗ thiếu phủ. O, O, N, G đỗ thiếu phủ xong đồng ánh sáng màu vàng óng lan tràn, kim sắc quang mang phóng lên trời. Giống như một vòng mặt trời mới mọc, một đôi kim quang dạng rỡ phù văn song xí nhất thời mở rộng mà ra. Thân thể vén lên mặt đất nham thạch nhất thời bay lên không phóng lên trời. Đặt chân giữa không trung, sau lưng song xí lưu quang giật động, quang mang chiếu dọi trời cao. Có thể trực tiếp tảo khai lữ khôn tre đậy giữa không trung khí âm tà. suy một cỗ kim sắc quang mang tuôn ra một cỗ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự đỗ thiếu phủ thể nội lan tràn tịch quyển mở trong sát na đỗ thiếu phủ một tay hung hăng đánh ra quét ngang đụng nhau kèm theo tầng tầng lớp lớp đạm kim sắc phù văn lóe ra ngưng tụ mà ra giống như kim xí sí đại bằng điều kim sắc xí rực kim mang bạo phát chiếu dọi trời cao ầm trầm thấp trầm đục lần thứ hai truyền ra ngập trời âm tà trong hơi thở đỗ thiếu phủ một ngón kia chung quanh kim sắc phù văn ở đó âm tà quỷ dị phù văn trong rằng co. Một lát theo sau chính là bị đối phương trong lòng bàn tay kia âm tà phù văn làm cho đánh sơ. Xá, phốc suy, đại lực phun trào kia cuồn cuộn âm tà khí tức nhượng lúc này mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Đỗ thiếu phủ tuy rằng lấy kim xí đại bàng khí tức tuy rằng chống đỡ hơn phân nửa. Nhưng khó mà triệt để chống đỡ xuống tới, trong miệng há mồm huyết vụ phun ra. Suy lạp, đỗ thiếu phủ thân thể lần thứ hai bị một cỗ quần cuộn khủng bố lực đẩy lui. Hung hăng bay ngang đụng vào cách đó không xa một mảnh đã trở thành tường đổ thành lâu trên. Tường thành, trong nháy mắt giường như kinh lôi bùng nổ thanh. Tại trong quảng trường ầm ầm vang vọng dựng lên, vô số toái thạch theo bụi trong bạo xạ mà ra. Bắn tung tóe đến bốn phía mở, gây nên một mảnh kinh hãi hỗn loạn. Khủng bố lực đạo đem tường thành sinh sôi phá hủy. Bành, đỗ thiếu phủ lần thứ hai rơi vào địa quảng trường quy liệt trên mặt đất. Tạp đất dung núi chuyển, phía sau tường thành băng toái. Mảng lớn toái thạch nhất thời đem bao phủ bao phủ trong đó. Hừ, trung quy cũng giống như nhau vô pháp đối kháng, còn có thể cường đi nơi nào. Trên thành lầu, đỗ ra không ít lo lắng ánh mắt ngưng trọng trong. Đỗ giật nhưng là âm thầm bôi qua hung ác nham hiểm. Tốt nhất bị đánh chết, ta đế quốc 10 cái phủ địa cũng không tính là cái gì." Hàng phía trên, Trình Siêu trên khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt lộ ra ác độc hàn ý. Chương 458, 463 vẫn bại. Chương 463 vẫn bại. Mà lúc này thành lâu hàng Âu Dương Sảng, Tạ Phỉ. Nhị công chúa Trình Diễm chờ đều là ánh mắt lo lắng ngưng trọng đại công chúa Trình Thắng Nam lúc này cũng là lông mày nhíu chặt ánh mắt lo lắng. Đầu ngón tay gắt gao ngạch nắm chặt dựa vào ghế tay vịn, trong miệng thì thào nói nhỏ. Vô sỉ ra hỏa, ngươi nhất định phải đối kháng ở A. Cùng lắm thì sự tình trước kia ta tha thứ ngươi. Ghế ngồi, đỗ tiểu thanh lúc này cau mày. Con mắt chăm chú chăm chú vào bụi tràn ngập quảng trường đống đá vụn trong. Yên tâm đi, hắn không có dễ dàng như vậy bị đả đảo. Đỗ tiểu yêu đạm kim sắc linh đồng trong ti rằng lộ ra vẻ lo âu. Lúc này ngược lại là đối với đỗ thiếu phủ đang bị đánh bại cửa hàng, lộ ra 10 phần lòng tin. Quảng trường trong đám người cũng có một đạo âm độc ánh mắt hung hăng chăm chú vào đống đá vụn. Bên trong, đúng là kia lý gia lý du. Theo đỗ thiếu phủ trở thành thần dũng hầu, vẫn cùng các đại vương phủ quan hệ không cạn. Bản thân thực lực lại mạnh ngang cực kỳ, mấy ngày qua, Lý Du mỗi ngày đêm không thể chập mát, đứng ngồi không yên, rất sợ kia thần dũng hầu đỗ thiếu phủ sẽ tùy thời nhớ tới hắn mà tính sổ. Sách khi đó toàn bộ lý ra sợ là cũng không giữ được hắn mảy may. Mà giờ khắc này, nhìn thấy tình cảnh này, cái gì đế quốc chi uy, Lý Du cũng không quan tâm. Mạng của hắn mới là trọng yếu nhất. Đối với Lý Du mà nói, lúc này kia đỗ thiếu phủ trực tiếp bị đánh chết đánh tàn phế thoại. Hắn sau này mới có thể an tâm. Nếu không, hắn sau này cả ngày lẫn đêm đều muốn muốn đêm không thể chợp mắt đứng ngồi không yên chờ đợi lo lắng thần dũng hầu đứng lên đi cho chúng ta một cái kỳ tích đi thần dũng hầu tái đứng lên đi chúng ta ủng hộ ngươi xin cho ta một cái kỳ tích bốn phía quảng trường người vây xem bên trong từng đạo ánh mắt nhìn đống đá vụn bên trong có thấp giọng mong thanh truyền ra không khỏi là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện ai cũng rõ ràng nếu là đỗ thiếu phủ thất bại toàn bộ đế quốc không còn có trẻ tuổi có thể đối kháng lúc này kinh khủng kia lữ khôn tiểu tử này thực sự muốn sáng tạo kỳ tích sao trên thành lầu trấn bắc vương khẩn trương xong mâu đột nhiên nhìn hạ không gian đống đá vụn bên trong hơi khép gầy nhom nếp nhăn trên khuôn mặt thần sắc nổi lên một chút rung động mà lập tức tại vô số ánh mắt nhìn soi mói đống đá vụn rung động lay động một bóng người lập tức trong lúc mơ hồ theo bụi bên trong hiển lộ mà ra trên bầu trời, lữ khôn trôi nổi giữa không trung, sắc mặt nhất thời vừa kéo. Càng phát ra âm trầm khó coi, khi nhìn thấy toái thạch bụi bên trong kia một đạo lần thứ hai. Xuất hiện thân ảnh, giữ tợn kinh khủng trên gương mặt, một tia âm hàn hàn ý lập tức dấy lên. Bốn phía trên quảng trường, tại đông đảo trong lòng ánh mắt mong chờ trong. Một đạo tử bào thân ảnh từ từ đi ra, trong miệng máu me đầm đìa. Quanh thân đạm kim sắc quang hoa tràn ngập, lúc này lõa lộ trên da trong lúc mơ hồ có kim sắc phù văn lóe ra mà khi rõ ràng nhìn thấy kia một đạo từ bào thân ảnh thời điểm quảng trường bốn phía nội ngoại nhiệt độ đều là vào lúc này vô cớ trở nên xí nóng lên kia một cái đạo thân ảnh không phải là thần dũng hầu đỗ thiếu phủ còn có thể có ai đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện hơi chút lau lau rồi một cái trong miệng vết máu bỗng dưng một cước dẫm điện toái thạch phụt ra sau lưng phù văn song xí lần thứ hai ngưng tụ mà ra lập tức rung động lộ ra bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi nháy mắt đặt chân giữa không trung lần thứ hai bá đạo trôi nổi thiên không mà đứng thần dũng hầu này một chốc quảng trường bốn phía vô số tiếng hét lớn xuất phát từ nội tâm vì đó gào thét vung tay hoan hô kiệt kiệt nhưng thật ra đánh không chết con rán chỉ tiếc một dạng không sửa đổi được kết quả Lữ khôn cười lạnh, thúc giục bất tử võ mạch mấy lần còn vô pháp trấn áp kia đỗ thiếu phủ. Giữ tợn trên khuôn mặt khủng bố trong hai con ngươi âm hàn sát ý đến cực hạn, phất tay mà động. Đầy trời khí âm tà ngưng tụ, phù văn lóe ra, giữ tợn thân thể giống như âm tà quỷ vật. Nhất thời lướt về phía đỗ thiếu phủ mà đi. Đầy trời âm tà khí tức phô thiên cái địa, làm cho bốn phía lạnh run. Nhân vương uy áp huân thiên, căn bản không phải thường nhân có thể chống đỡ khiến người ta thể nội huyền khí ngưng kết linh hồn ngây ngô suy mắt thấy trước không gian đỗ thiếu phủ khóe miệng máu me đầm đìa khí tức phun trào bỗng nhiên bắt đầu bá đạo lưu quang giật động hào quang tràn ngập song xí như đại bàng trấn xí bay lượn cửu thiên chống đỡ lữ khôn trên người cự đại nhân vương uy áp tựa hồ là cảm thấy lúc này đỗ thiếu phủ trên người kia khí thế lữ khôn cũng là vì đó ánh mắt khẽ động hơi thở này tự hồ là cùng lúc trước man thú sơn mạch bên trong kinh khủng kia kim xí sí đại bàng. Có quan hệ, lúc trước hắn còn phải đã đến kim xí sí đại bàng cùng tử viêm yêu hoàng linh vũ. Xem ra lúc trước ngươi tại man thú sơn mạch bên trong cũng nhận được không tầm thường thật là. Tốt chỗ, chỉ là hiện tại, ngươi không sửa đổi được tiêu diệt, chết đi. Lữ khôn cười lạnh, một đạo quyền ấn nhất thời xung kích ra, nắm đấm trước phù văn bao bọc. Âm tà ngập trời, liên lụy bất tử võ mạch trấn áp, thâm thúy kinh khủng quang mang nở rộ. Giống như yêu ma, đánh giết trấn áp đỗ thiếu phủ, nhanh đến cực hạn, không thể tránh né. Âm, bầu trời quảng trường xung quanh hư không run rẩy, Lữ Khôn một quyền này thẳng oanh mà đến. Tuy rằng đơn giản trực tiếp, nhưng này trên nắm tay phù văn lờ mờ đến rực rỡ. Do ô quang phóng thích đến thâm thúy, âm tà ngập trời đây là câu thông dính líu bất tử võ mạch, lúc này, Lữ Khôn đã động tuyệt đối sát ý. Hắn thúc giục bất tử võ mạch nhân vương, uy áp, muốn đem đỗ thiếu phủ trực tiếp tiêu diệt. Thần Dũng Hầu, mọi người thân thể run rẩy không ngừng ngước nhìn bầu trời, song quyền nắm chặt. Ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, liền nhìn. Bằng lâm cửu thiên, chấn áp. Đỗ thiếu phủ lần thứ hai chấn xí, sau lưng phù văn song xí đại khai đại hợp đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, hào quang tràn ngập. Như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí. Chấn xí trực tiếp tịch quyền quét ngang hướng về phía lữ khôn một quyền. ầm ầm song xí chấn áp kinh khủng kia một quyền, liên tiếp phù văn quang mang kích xạ, rực rỡ nở rộ. Năng lượng tịch quyền trời cao, lữ khôn uy thế kinh hãi một quyền lúc này cũng là bị đỗ thiếu phủ thúc giục bằng lâm cửu thiên, trấn áp bị kiềm hãm. Ta là nhân vương, bất tử võ mạch, ngươi lại không cách nào đối kháng, phá đi. Lữ khôn cười lạnh hét lớn một tiếng, trên nắm đấm phù văn bạo phát, ầm ầm bạo động. Lập tức đem đỗ thiếu phủ, bằng lâm cửu thiên, song xí trực tiếp phá hủy nổ nát vụn. Hóa thành mảng lớn vỡ vụn phù văn kích đãng trời cao. Làm cho bốn phía quảng trường vô số ánh mắt vì đó hung hăng run lên suy âm ta nắm đấm, bao bọc phù văn, nương theo, nhân vương, uy áp. Tại đỗ thiếu phủ xong đồng bên trong cấp tốc phóng đại. Đỗ thiếu phủ này tế lại khó mà tách ra, mạch hồn đều không thể tới kịp thúc giục. Sợ là thúc giục mạch hồn không làm nên chuyện gì, chỉ thấy quyền kia đầu giống như bôn lôi. ầm ầm rơi vào trong ngực. Bành, trầm thấp trầm đục, đỗ thiếu phủ ngực đại lực trùng kích âm tà chi lực ngập trời tràn vào tiểu tử, chết đi, ở trước mặt ta, ngươi còn thiếu rất nhiều. Lữ khôn giữ tợn khuôn mặt cười lạnh, chỉ một thoáng từng đạo quyền ấn. Giống như mưa xa không ngừng rơi vào đỗ thiếu phủ trên ngực của. ầm ầm từng đạo quyền ấn hạ xuống, âm tà khí tức phun trào, rơi vào đỗ thiếu phủ trên ngực. Từng cỗ một kinh khủng vỡ vụn phù văn bắn tung tóe suốt từng vòng khủng bố gợn sóng năng lượng. Thành vòng tròn khuếch tán ra đi. Bành 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 liên tiếp hơn 10 quyền, từng quyền rơi vào đỗ thiếu phủ ngực, đó là cường hãn nhất oanh kích. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, không khó bản thân nhìn thấy, đỗ thiếu phủ trên ngực. Bắt đầu máu thịt be bét, máu me đầm đìa, trong lúc mơ hồ đã lộ ra bạch cốt âm u. Phốc suy suy, đỗ thiếu phủ trong miệng tiên huyết cuồng phún không ngớt. Ngũ tạng lục phủ lúc này đều nháy mắt bị chấn bể một loại ý thức rung động giống như là muốn mất đi chi giác càng ngày càng vô lực đối kháng. Trên người hết thảy phòng ngự đã sớm vỡ vụn, phạt cốt tẩy tỉ thân thể. Lúc này cũng vô pháp đối kháng như vậy đại lực. Bành, lữ khôn tối hậu một quyền hạ xuống, đỗ thiếu phủ thân thể theo thiên không hung hăng trị lạc. Giống như vẫn thạch ngạnh sinh sinh đập xuống tại quảng trường mặt đất. ầm ầm lúc này đây, đỗ thiếu phủ rơi xuống đất trực tiếp đem xung quanh trùng kích ra một cái lớn như vậy hố sâu toái thạch kích xạ bốn phía mảng lớn mặt đất vết nứt nổ nát vụn sụp ra một mực lan tràn đến quảng trường ở ngoài thần dũng hầu một quyền kia quyền oanh kích hạ đỗ thiếu phủ ngực máu thịt be bét giống như đánh vào ngực của bọn họ cùng linh hồn quảng trường phía dưới người vây xem trong có nữ tử song mâu dưng dưng không dám nhìn thẳng vô số nhiệt huyết nam tử, song quyền nắm chặt ánh mắt hiện lên huyết hồng. Móng tay rơi vào lòng bàn tay, tiên huyết tràn ra. Thiếu phủ, Âu Dương sảng song màu ướt át, mặt đẹp biến sắc. Sảng tỉ tỉ, trước đừng lo lắng, ca ca hiện tại không có việc gì. Đỗ Tiểu Thanh đối với Âu Dương sảng nhẹ giọng nói, nàng theo dõi trong. Biết ca ca khí tức trên người còn chưa tới để cho nhân lo lắng một bước kia chỉ là lúc này thuần khiết ánh mắt bên trong, lúc này nhìn trên bầu trời lữ khôn. Ánh mắt nổi lên hàn ý rung động. Vẫn bại sao? Đã rất mạnh mẽ, nghìn vạn chịu đựng a. À. Thâu mười cái phủ địa liền thâu đi, thiên hồ đế quốc có kia lữ khôn. Chúng ta bây giờ thạch long đế quốc cũng có thần dũng hầu đỗ thiếu phủ, giả lấy thời gian. Thần dũng hầu đỗ thiếu phủ cũng sẽ không tại lữ khôn dưới trên thành lầu đông đảo lão ánh mắt của người nhìn về hộ quốc vương cùng trấn bắc vương hai người tự hồ là muốn để cho hai người ngưng hẳn đọ sức lão gia tử ngươi xem hộ quốc vương nhìn về trấn bắc vương xong đồng nhàn nhạt lôi quang ba động chán co rút nhanh tựa như muốn là muốn ngưng hẳn đọ sức thâu mười cái phủ liền thâu đi nhân mới là trọng yếu nhất trấn bắc vương gầy nhom nếp nhăn trên khuôn mặt xong đồng hiện lên ba động Tuy ý cũng muốn muốn ngưng hẳn đọ sức. Hắn còn không có thua, các ngươi không cần phải sốt ruột, nhượng hắn tự mình xử lý đi. Đứng ở đỗ tiểu thanh đầu vai đỗ tiểu yêu mở miệng, ngăn trở chấn bắc vương cùng hộ quốc vương. Đỗ tiểu yêu cùng đỗ thiếu phủ trong lúc đó có mạch hồn liên hệ. Bởi vậy biết việc này đỗ thiếu phủ tuy rằng bị trọng thương. Sinh cơ nhưng là cũng không có vấn đề. Trái lại lúc này đỗ tiểu yêu có thể cảm giác được đỗ thiếu phủ trong cơ thể sinh cơ đang bắt đầu một loại kỳ lạ bạo động biến hóa. Huống chi đỗ tiểu yêu rõ ràng, đỗ thiếu phủ trên người có võ mạch linh ấn. Muốn chân tránh đánh chết đỗ thiếu phủ kia lữ khôn sợ là cũng khó mà làm như vậy đến. Chương 459, 464, ngực biến hóa. Chương 464, ngực biến hóa. Mọi ánh mắt đều rơi vào bụi đất mù mịt quảng trường trên mặt đất, hết thảy ánh mắt ngưng trọng. Lo lắng, buồn bã, lúc này đây, không ai sẽ tin tưởng con có kỳ tích vừa mới mọi người đều thấy được. Đỗ thiếu phủ trên ngực máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Trên bầu trời, lữ khôn ánh mắt cười lạnh rơi vào phía dưới quảng trường, giữ tợn trên mặt. Song đồng giống như giữ tợn dã thú, làm cho lòng người sinh e ngại. Gì? Đột nhiên, lữ khôn tựa hồ là cảm giác được cái gì, giữ tợn trên mặt sắc mặt hóa, bỗng dưng ánh mắt vẩy một cái, âm tà khí tức phun trào, thân ảnh lao thẳng tới mà xuống. Một cái lắc mình chính là đến hạ không gian. Hiu hiu hiu, cũng ở đây cùng lúc hạ không gian bụi tràn ngập mặt đất bên trong tiếng xé gió vang vọng. Tổng cộng 18 đạo lưu quang phóng lên trời, đều là tràn ngập này năng lượng kinh người ba động. 18 đạo lưu quang nháy mắt trôi nổi trên không, hóa thành 18 mặt trận ký. Đem lữ khôn thân ảnh trực tiếp ngăn trở vì đó ngưng trệ, hơi biến sắc mặt. 18 mặt trận kỳ mà ra, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỹ tích đem không gian bao. Bọc, sau đó hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất. Ầm, bỗng nhiên, trên không kịch liệt ba động vì đó run rẩy. Phù văn chói mắt đột nhiên lan tràn chu không, làm cho toàn bộ không gian đều ở đây ầm ầm run rẩy, một cái lợi hại phù trận xuất hiện nháy mắt đem lữ khôn bao phủ trong đó vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang vặn vẹo không gian tối hậu phù trận che khuất bầu trời trên không gió nổi mây phun thiên địa hôn ám đây là ngũ tinh huyền diệu phù trận võ đạo phù đạo song tu lẽ nào đỗ thiếu phủ đã ngũ tinh huyền diệu linh phù sư sao đây là ảo trận không có phòng ngự phù trận vậy kiên cố cùng công kích phù trận vậy sắc bén nhưng là một khi bị khốn ảo trận muốn thoát thân đã có thể khó khăn này ảo trận bất phàm a à. theo phù trận bày trận toàn trường vô số ánh mắt vì đó kinh ngạc không ai từng nghĩ tới này thời khắc tối hậu đỗ thiếu phủ lại vẫn có thể bố trí xuất một cái khủng bố phù trận đi ra thành lâu phía trên đông đảo khẩn trương ánh mắt cũng theo đó kích động ba động đó là học viện ngộ cảnh bên trong mê tâm loạn hồn trận hẳn là học viện phù cảnh bên trong thời gian 5 năm, năm bên trong hắn lĩnh ngộ. Không nghĩ tới tại phù đạo bên trên, hắn đã đến tầng thứ này, đã cao hơn võ đạo tu vi. Cốc tâm nhan song đồng quang hoa ba động, lúc này vẫn như cũ lông mày nhíu chặt. Nỏ mạnh hết đà, sắp chết dãy ruộng. Thành lâu phía trên thiên hồ đế quốc trong đội hình, tóc đen kính nguyệt ánh mắt cười lạnh. Một cái ngũ tinh huyền diệu tầng thứ ảo trận, căn bản khốn không nổi lữ khôn bao lâu nếu là lữ khôn thời kỳ toàn thịnh trực tiếp có thể cưỡng ép phá trận lúc này tối đa vây khốn một hồi quảng trường tầng trời thấp theo ảo trận bao phủ toàn bộ trên quảng trường ánh mắt lập tức lần thứ hai biến hóa không khí căng thẳng a à, mặt đất toái thạch trong hố sâu đỗ thiếu phủ vì đó cắn răng kêu thảm thiết ngực liên tiếp bị lữ khôn võ vương cảnh nhân vương mưa xa liên tục oanh kích lấy lúc này đỗ thiếu phủ mạch linh cảnh bỉ ngạn tu vi coi như là có phạt cốt tẩy tủy kim xí đại bằng thân thể cũng vô pháp chống đỡ. Đặc biệt tại lữ khôn kinh khủng kia, bất tử võ mạch uy áp chi lực oanh kích hạ. Lực đạo càng là âm tà khủng bố, vô pháp chống đỡ. Đang bị liên tục oanh kích thời điểm. Đỗ thiếu phủ cũng đã tối hậu toàn lực bắt đầu ngưng tụ phù trận. Lúc này lấy tại ngộ cảnh bên trong đột phá ngũ tinh sơ đăng tầng thứ linh phù sư tu vi thúc dục ngũ tinh huyền diệu tầng thứ ảo trận sau, liền thật là cũng không còn cách nào đối kháng. Toàn thân hư thoát, vừa sắp tử vong. Lúc này, đỗ thiếu phủ cảm giác được bộ ngực mình mảng lớn xương sườn đều đã bị bẻ gãy. Quy liệt như muốn vì đó nát bấy. Cái loại này đau nhức đau liên tiếp trái tim, ngũ tạng lục phủ bắt đầu dạn nớt. Đau thấu tim gan, không cách nào hình dung, thậm chí là cảm thấy tử vong đang đến gần cùng với đồng thời, thể nội từng cỗ một bởi vì lữ khôn oanh kích tràn vào khủng bố âm tà chi. Lực trực tiếp ở trong người phá hủy hết thảy sinh cơ. Làm cho đỗ thiếu phủ lúc này trong cơ thể huyết dịch ngưng kết toàn thân cứng ngắc. Linh hồn chịu ảnh hưởng. Kinh khủng kia âm tà chi lực theo ngực một lan tràn tứ chi. Làm cho đỗ thiếu phủ thời gian ngắn liền khó mà nhúc nhích. Giống như thân thể thành cương thi một loại ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị ảnh hưởng. Vì đó cưng ngác, lúc này đây, chẳng biết tại sao, như vậy hủy diệt tính hiểu rõ dưới sự công kích. Đỗ thiếu phủ trên người thần bí võ mạch linh ấn nhưng là không có tái phát vung tác dụng. Đến cuối cùng, đỗ thiếu phủ máu me đầm đìa gương mặt cũng là bắt đầu trở nên dừ tợn. Giống như cùng lữ khôn giống nhau như đúc, nhìn yêu ta đáng sợ. Đỗ thiếu phủ trên người sinh cơ lúc này càng ngày càng yếu, toàn thân lúc này. Chỉ có ngực chỗ còn vẫn duy trì sức sống đúng lúc này đỗ thiếu phủ cảm giác được ngực chỗ đột nhiên truyền ra nóng rực ngực bị bẻ gãy nát bấy xương sườn bên trong có một cây xương ngực không thể bẻ gãy lúc này nhưng là bị đại lực trùng kích buông lỏng đó là một đoạn đoạn cốt đỗ thiếu phủ vào lúc này mơ mơ màng màng trong ý thức nhớ kỹ kia đoạn cốt ban đầu ở man thú sơn mạch bên trong làm cho kỳ quái lấy được kim xí đại bàng điểu trên người đoạn cốt hô Lúc này cuồn cuộn âm tà chi lực ăn mòn phá hủy toàn thân. Cũng không cách nào phá hủy ăn mòn này một cây đoạn cốt tựa hồ là bởi vì. Này chút khí âm tà không cần ăn mòn cùng muốn phá hủy, đoạn cốt ầm ầm nổi lên ba động. soạt lúc này đoạn cốt phía trên tựa hồ là bởi vì bị âm tà chi lực kịch liệt công kích. Bắt đầu lan tràn xuất tia sáng chói mắt như là một đoàn chói mắt rượu nhật quang đoàn nở rộ. Bắt đầu thẩm thấu xuất kim sắc huyết dịch. Này kim sắc huyết dịch trực tiếp chảy vào đỗ thiếu phủ ngực chung quanh trái tim, huyết quản. Kinh lạc, da thịt, cơ thể bên trong, tiếp đó xương cốt toàn thân tương liên. Phần Phật, loại này kim sắc huyết dịch chảy ra, lộ ra bá đạo sắc bén. Tự hồ là bị những thứ kia âm tà khí tức làm tức giận mà bạo phát. Nhất thời đem đỗ thiếu phủ thể nội vừa mới lữ khôn oanh kích tràn vào âm tà khí tức. Trực tiếp dễ như trở bàn tay phá hủy sạch sẽ đó là một loại tuyệt đối vương giả trí tôn khí tức, không thể bị khiêu khích. Không thể bị ăn mòn ảnh hưởng, lộ ra tuyệt đối cao ngạo, phá hủy hết thảy khiêu khích chi vật. Sau đó này kim sắc huyết dịch cực kỳ tự nhiên tại đỗ thiếu phủ lúc này cực kỳ uể oải trong. Thân thể lưu động như là huyết mạch tương liên. Đỗ thiếu phủ ngực nửa đoạn đoạn cốt rõ ràng không lớn. Nhưng là có vô cùng vô tận kim sắc huyết dịch tràn ra bao trùm gân cốt cơ thể ngũ tạng lục phủ tại toàn thân huyết mạch kinh lạc giữa dòng động. Tẩm bổ toàn thân cốt cách còn có phù văn lóe ra dâng lên mà ra. Giống như một vòng kim sắc diệu nhật một cỗ cự đại năng lượng đột nhiên tuôn ra. Loại này năng lượng làm cho đỗ thiếu phủ rất tinh tường. Như là hai người hoàn toàn giống nhất thể, nhưng này năng lượng khổng lồ mức độ. Nhưng là lúc này làm cho đỗ thiếu phủ như muốn toàn thân cũng theo đó nổ nát vụn so với lúc trước man thú sơn mạch bên trong. Điều này có thể lượng xa xa còn muốn khổng lồ nhiều. Đồng thời, giờ phút này một cỗ theo đoạn cốt bên trong lan tràn mà ra khủng bố năng lượng. So với lúc trước man thú sơn mạch bên trong thời điểm, xa xa còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Lan tràn xuất một loại tinh thuần nhất khí tức ba động ngắn ngủi nháy mắt. Liền đem đỗ thiếu phủ thân thể cấp xanh bão. Đây là kim sĩ đại bàng điều nhất năng lượng tinh thuần mơ mơ màng màng trong ý thức đỗ thiếu phủ ở đây chờ trùng kích vào. Lập tức hồi phục thanh tỉnh, hơi thở quen thuộc nhưng là cực độ tinh thuần. Giống như là thiếu dưỡng khí người nhìn thấy không khí, con cá thiếu nước trở về đại hải. Căn bản không dùng suy tư, đỗ thiếu phủ bản năng chính là vận chuyển lên kim xí sí đại bàng điều. Nhất tộc phương pháp tu luyện kia đoạn cốt bên trong cuồn cuộn không dứt tuôn ra năng lượng. Trực tiếp bắt đầu trở thành đỗ thiếu phủ bản thân huyền khí những năng lượng này lúc này đối với đỗ thiếu phủ mà nói. Hoàn toàn chẳng khác nào năng lượng của mình. Thậm chí căn bản cũng không cần đỗ thiếu phủ bản thân luyện. Cái này như là giấu ở đỗ thiếu phủ sâu trong thân thể một cỗ khủng bố năng lượng. Lúc này toàn bộ trở về bên trong thân thể. Mạch linh cảnh bỉ ngạn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mạch linh cảnh viên mãn, mạch linh cảnh viên mãn trung kỳ theo đỗ thiếu phủ vận chuyển kim xí sí đại bàng điều nhất tộc phương pháp tu luyện. Trong cơ thể huyền khí cùng theo kia đoạn cốt phía trên tuôn ra năng lượng nhất thời quy vị. Ở trong người tụ hợp vào bụng dưới thần khuyết luân hồi toàn thân huyệt khiếu kinh lạc. Đem kia từng đạo tu hành trên đường vô hình bình chướng phá vỡ. Trực tiếp làm cho tu vi giống như làm hòa tiễn trực tiếp tăng vọt. Ngực đoạn cốt bên trong, đỗ thiếu phủ cảm giác được lúc này ở kia tinh thuần năng lượng cùng kim sắc huyết dịch hạ thân thể lần thứ hai bắt đầu thăng hoa. Lại này tinh thuần kim sắc huyết dịch, giống như là kim sĩ sí đại bàng tinh thuần nhất tinh huyết, ngũ tạng lục phủ. Gần cốt cơ thể chờ các loại hết thảy tại lần thứ hai lột xác đều ở đây lần thứ hai tăng cường. Rửa sạch sau cùng duyên hoa, hoàn toàn hướng về chân chính kim sĩ sí đại bàng điều kinh khủng nhất. Cường hãn thể chất tới gần. Lúc này đỗ thiếu phủ loại trạng thái này so với ban đầu ở man thú sơn mạch bên trong sống không bằng chết tới. Thế nhưng cách biệt một trời. Lúc này loại trạng thái kỳ diệu này bên trong, đỗ thiếu phủ chìm đắm trong đó. Giống như là trẻ con về tới mẫu thân ôm ấp. Mình phảng phất chính là một con tân sinh chân chính kim xí sí đại bàng điều. Chính đang không ngừng hấp thu dưỡng khí phân, thăm dò bản thân cần hết thảy. Thu hoạch có thể làm cho bản thân tăng cường hết thảy, để cho mình trở nên càng mạnh. Gì kia là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì, tốt lắm như là thần dũng hầu khí tức trên người a. Lúc này, bốn phía vô số ánh mắt làm cho bảo cho biết. Quảng trường thần dũng hầu đỗ thiếu phủ trị lạc hố sâu bên trong. Có diệu nhật kim sắc quang mang bạo phát, từng vòng kim sắc quang mang đem mảng lớn quảng trường chiếu rọi kim quang rạng rỡ. Một cỗ bá đạo hung hãn khí tức lan tràn mà ra. Oanh tự kia trói mắt kim sắc quang mang bên trong. Có vô số phù văn giống như kim sắc thiểm điện xuyên qua mà ra. Bá đạo khiếp người khí thế khủng bố, đủ để làm cho vạn thú run rẩy Làm cho lúc này quảng trường bốn phía. Vô số người trong cơ thể yêu thú mạch hồn vì đó như muốn phủ phục run rẩy kịch liệt. Giờ khác này, vô số ở trước mắt quang kinh biến, thành lâu phía trên. Không ít kích động nhân thân thể tới gần đến thành lâu hàng gắt gao run rẩy nhìn kia rượu nhật kim sắc quang mang bên trong. Ai cũng rõ ràng, lúc này thần dũng hầu đỗ thiếu phủ, đang phát sinh một loại biến hóa. Chỉ ít loại biến hóa này chứng minh, thần dũng hầu đỗ thiếu phủ, còn chưa xuống bại. mươi 460, 465, liên tiếp đột phá. mươi 465, liên tiếp đột phá. Tiểu tử kia cực kỳ quỷ dị, thiên hồ đế quốc trong đội hình, kính nguyệt minh hồ đám người lúc này ánh mắt kinh biến. Kính nguyệt minh hồ hai người sau lưng. Lúc này một cái đầu mang hắc bào rộng mũ lão giả khẽ ngẩng đầu. Song đồng nhìn hạ không bạo phát kim sắc quang mang, trong mắt quang hoa giật động. Phanh phanh phanh, lúc này quảng trường giữa không trung đỗ thiếu phủ bố trí phù trận rốt cục bắt đầu vặn vẹo. Phù trận bên trong một cỗ năng lượng kinh khủng đang chấn động lan tràn, ngay sau đó có ở đây không thiếu trong ánh mắt khiếp sợ, cự đại ảo trận rốt cục bắt đầu nổ tung. ầm ầm năng lượng cuồng bạo tịch quyển, khiến cho toàn bộ quảng trường vì đó run dày kịch liệt. Đầy trời phù văn nở rộ, năng lượng khuếch tán khiến người ta run dày kịch liệt. Phù trận trực tiếp bị phá hủy. Lữ khôn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở thiên không? Giữ tận gương mặt tái nhợt bên trên hắc sắc huyết quản gồ lên trong hai con ngươi hiện lên thâm thúy quỷ dị vết máu chi xác Tĩnh mịch quang mang bao trùm toàn thân, phù văn giao thoa tung hoành tại bên ngoài thân. Giống như máu đen vết bao trùm, nhìn qua giống như yêu tà quỷ vật. Khí tức nhưng là làm cho không người nào đoạn sợ hãi, ý muốn phải vì thế mà phủ phục. Lữ khôn ánh mắt rơi vào phía dưới bạo phát kim sắc quang mang bên trong. Quỷ dị song đồng lộ ra nghi hoặc tự hào quang màu vàng ống kia bên trong lan tràn mà ra một cỗ bá đạo ác liệt khí tức khiếp người nhượng hắn mơ hồ cảm giác được sợ hãi ầm ầm kim sắc quang mang bên trong mơ hồ có ầm ầm thanh âm truyền ra kinh khủng uy áp tịch quyển mà ra kinh người cực kỳ phần phật kim sắc quang mang bên trong lập tức có trói mắt kim sắc phù văn phóng lên trời cái này kim sắc phù văn nhưng là chia làm hai cỗ một cỗ rậm rạp kim sắc phù văn lao ra, lập tức tại kim sắc quang mang phía trên. Trực tiếp xếp đặt ngưng tụ thành một con kim xí đại bàng điểu hư ảnh. Này một chốc bá đạo ác liệt khủng bố y thế đến cực hạn. Kia kim xí đại bàng điểu hư ảnh giống như rót vào sinh mệnh, muốn dương cánh bay lên không? Trấn áp thiên địa cường giả. Ầm, mặt khác một cỗ kim sắc phù văn ngưng tụ thành một ngọn núi hư ảnh lan tràn mà ra cũng giống như bị giao phó sinh mệnh khí thế uy áp bá đạo chấn động tâm hồn phóng thích chói mắt kim mang vô cùng vô tận uy áp khí thế ngập trời làm cho đại địa nổ vang xa xa quần sơn rung động không ngừng kim sắc vòng sáng bắt đầu tiêu thất mặt đất hố sâu bên trong lúc này có thể thấy được đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng ngực huyết nhục văng tung tóe bạch cốt âm u lúc này đã từ lâu khôi phục như vậy đỗ thiếu phủ bên ngoài thân phía trên, kim sắc phù văn lan tràn. Phía sau giữa không trung một ngọn núi hư ảnh cùng kim xí đại bàng điểu giả tạo hư ảnh đông. Thời chiếm giữ trôi nổi, hai cỗ kinh khủng uy áp lan tràn hạ thiên địa vì đó run rẩy Đại địa bắt đầu nổ vang. Thật mạnh uy áp. Bốn phía trên quảng trường, kinh khủng uy năng lan tràn. Làm cho mọi người lúc này nhìn cũng là hô hấp trở ngại. Thân thể không tự chủ được vì đó run rẩy trong cơ thể mạch hồn cùng linh hồn càng là vì đó run dày kịch liệt sợ hãi kia là chuyện gì xảy ra kia chẳng lẽ là kim sĩ sí đại bàng điều kim sĩ sí đại bàng điều cùng quỷ dị kia sơn phong hư ảnh lẽ nào đều là đỗ thiếu phủ mạch hồn sao tại sao có thể có hai cái mạch hồn này quá kỳ quái uy áp quá kinh khủng thành lâu phía trên lúc này không ít đoan tọa lão nhân khiếp sợ nhất thời lên kia kinh khủng uy áp lan tràn hạ võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi đều không thể đối kháng võ vương cảnh cường giả đều phải chịu ảnh hưởng hai cái mạch hồn sao không thể tưởng tượng nổi kia sơn phong hư ảnh mạch hồn lẽ nào trấn bắc vương con mắt run rẩy vì khiếp sợ một màn này hắn nghi hoặc không giải thích được trong lúc mơ hồ tựa hồ là nghĩ tới một chút truyền thuyết nhưng là không dám khẳng định thậm chí là không dám suy nghĩ nhiều kim sĩ đại bàng điều hư ảnh tại đỗ thiếu phủ sau lưng xếp đặt diễn biến sơn phong hư ảnh tại diễn sinh ngưng tụ câu thông thiên địa năng lượng hào quang tràn ngập ầm uy thế kinh khủng lan tràn như địa chấn đất dung núi truyền trên không cũng ở đây vì đó rung động một cỗ khí tức kinh khủng tự đỗ thiếu phủ trên người cuồng bạo kéo lên thần dũng hầu đỗ thiếu phủ đang đột phá hắn đây là đang đột phá Sắp đến võ hầu cảnh khí tức thần dũng hầu đỗ thiếu phủ đang đột phá võ hầu cảnh. Trên thành lầu, có lão nhân sợ hãi than lên tiếng, vì khiếp sợ. Từ đó lúc đỗ thiếu phủ trên người kia một cỗ khí tức kinh khủng kéo lên, để cho bọn họ sợ hãi. Thật quỷ dị tiểu tử, Lữ Khôn con mắt run rẩy, giữ tợn trên khuôn mặt u u xong đồng hiện lên giữ tợn quang mang. Lập tức trong lòng trầm xuống, khủng bố cuồn cuộn âm tà khí tức tự thể nội phô thiên cái địa bạo dũng xuất chu không gió nổi mây phun tràn ngập chân trời uy thế khủng bố khiến người ta vì đó thân thể cứng ngắc linh hồn ngây ngô mặc kệ ngươi làm sao quỷ dị tại ta nhân vương trước mặt đều không làm nên chuyện gì âm lệ tiếng hét lớn tự lữ khôn trong miệng truyền ra thủ ấn ngưng kết từng đạo đạm hắc sắc huyền khí cấp tốc tự thể nội hiện lên tối hậu giống như hóa thành trên bầu trời che khuất bầu trời hắc vân hắc vân che đậy, liền lúc này trên bầu trời dương quang cũng khó mà dọi nghiêng vào. Làm cho thiên địa trở nên u ám, chỉ có đỗ thiếu phủ quanh thân kia kim xí sí đại bàng điều hư ảnh. Cùng sơn phong hư ảnh kim mang dạng dỡ, cuồn cuộn âm tà năng lượng chiếm giữ. Tối hậu ngay cả lữ khôn thân ảnh tiêu thất mất đi tung tích. Chỉ một thoáng, kim mang dạng dỡ. hắc vân che đậy hiểu rõ cả vùng không gian đều là trở nên đố kỵ an yên tĩnh trở lại này khí tức nhưng đoạn khiến người ta rợn cả tóc gáy, trong lòng bất an. Ngay cả ở đây mấy cái võ vương cảnh cường giả, lúc này cũng theo đó biến xác Không hề nghi ngờ, lúc này Lữ Khôn nhìn thấy thần dũng hầu đỗ thiếu phủ biến hóa. Đã triệt để muốn vận dụng toàn lực. Đi tìm chết đi, hết thảy nên kết thúc. An tĩnh hoảng sợ quảng trường bên trong, mây đen cuồn cuộn bên trong. Hung ác nham hiểm tiếng hét lớn vang vọng quảng trường, kinh khủng âm tà khí tức ba động tựa như là mang theo này một vùng không gian chấn động. Xì xì xì, kèm theo uy thế khủng bố, một cái hắc sắc cự xà hư ảnh từ đó lướt ra. Nháy mắt lao xuống đối tràng hướng về phía mặt đất hố sâu bên trong đỗ thiếu phủ. Đúng lúc này chờ, đỗ thiếu phủ sau lưng kim xí đại bàng điểu hư ảnh giống như vật còn sống. Trực tiếp sông lên trời, khí tức bá đạo mà sắc bén, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ chấn xí đại khai đại hợp trực tiếp tịch quyền quét ngang hướng về phía hắc sắc cự xà hư ảnh mà đi kỷ kim xí đại bằng đối tràng hắc sắc cự xà phù văn quang mang kích xạ như pháo hoa lộng lẫy rực rỡ nở rộ năng lượng tịch quyền trời cao ầm ầm uy thế khủng bố sợ hãi hắc sắc cự xà hư ảnh lúc này ở đó kim xí đại bằng điều hư ảnh dưới nhưng là dễ như chờ bàn tay đã bị trấn áp phá hủy giống như thật hóa năng lượng phù văn kinh khí rung động. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng khoách tán mà ra, trên bầu trời vang vọng từng đạo trầm thấp trầm đục, khiến cho phía dưới bốn phía vô số người vây xem sợ mất mật. Xì xì xì, che khuất bầu trời âm tà khí tức cũng bị kim xí đại bàng điểu đánh sơ xác. Lữ khôn thân ảnh hiển lộ, lúc này thân thể cũng là bị chấn lảo đảo trở ra. Sắc mặt rất là kinh biến. Phá quảng trường mặt đất hố sâu bên trong liền ở đây tế ngồi xếp bằng đỗ thiếu phủ mở miệng trầm hát thần khuyết bên trong đột nhiên truyền ra nhất thanh trầm đục cùng với đồng thời một cỗ mới khí tức cường đại tự thể nội ầm ầm tịch quyển mà ra khí tức tăng vọt tịch quyển trời cao lúc này đỗ thiếu phủ sau lưng sơn phong hư ảnh xoay quanh hấp thu thiên địa vô tận năng lượng phóng thích chói mắt kim mang dạng dỡ thông suốt huy vô cùng vô tận uy áp khí thế ngập trời ầm ầm nay tế quảng trường mặt đất nổ vang sơn phong hư ảnh vô cớ cùng xung quanh đại địa tương liên phù văn lóe ra giống như là muốn cùng đại địa hòa vào nhất thể võ hầu cảnh sơ đăng thần dũng hầu đỗ thiếu phủ liên phá theo mạch linh cảnh bỉ ngạn đặt chân võ hầu cảnh sơ đăng bốn phía vô số ánh mắt chấn động kinh ngạc ngay vô số mọi người trước mắt bao người thời gian ngắn thần dũng hầu đỗ thiếu phủ dĩ nhiên trực tiếp đột phá hai tầng, đặt chân võ hầu cảnh sơ đăng. Này nếu như đổi thành người khác thiên phú cường thịnh trở lại. Ít cũng muốn mấy năm thời gian hai năm đi. Một màn này, đối với đỗ ra người mà nói càng chấn động. Ngay cả đỗ thương lúc trước theo mạch linh cảnh bỉ ngạn đột phá đến võ hầu cảnh sơ đăng. Tại đỗ ra vô số tư nguyên bồi dưỡng hạ cũng là dùng ba năm. Mà bây giờ, đỗ thiếu phủ dĩ nhiên ngắn ngủi nháy mắt trực tiếp ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người mọi người dưới mí mắt dễ dàng trực tiếp đột phá này thật chỉ là võ hầu cảnh sơ đăng sao này khí tức đỗ thương lúc trước võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ sợ là không gì hơn cái này đi bốn phía vô số kinh hãi trong ánh mắt có người không khó cảm giác được lúc này thần dũng hầu đỗ thiếu phủ khí tức trên người so với lúc trước đỗ vương phủ nhân kiệt đỗ thương cũng là không kém chút nào thật mạnh khí tức bá đạo sắc bén, tu luyện rốt cuộc là loại công pháp nào? Kinh khủng như vậy, trên thành lầu, vô số ánh mắt cũng ở đây vi khiếp sợ. Cảm giác đỗ thiếu phủ lúc này trên người vừa mới đột phá khí tức. Đặc biệt trong hơi thở cái loại này bá đạo sắc bén, khiến người ta vì đó run sợ. Mạch hồn bị trí tôn ảnh hưởng. Giờ khắc này, lữ khôn trong mắt rốt cục xuất hiện một chút ý sợ hãi ba động. Giữ tợn sắc mặt âm trầm, phất tay mà động giữa không trung phía trên lần thứ hai âm tà cuồn cuộn khí thế khủng bố lan tràn quanh thân quỷ dị phù văn sung thiên câu thông mạch hồn tối hậu ngưng tụ thành một cái khổng lồ giống như thật hóa hắc minh yêu xà chết đi lữ khôn giữ tận thân thể dung nhập hắc minh yêu xà hư ảnh bên trong trực tiếp hướng về phía đỗ thiếu phủ quét ngang tịch quyển mà ra trên quảng trường đỗ thiếu phủ hai mắt bỗng nhiên mở ra Lúc này trong mắt kim sắc quang mang giống như kim sắc thiểm điện lướt ầm ầm ra. Thân ảnh bay lên không lướt ra, quanh thân phù văn bao bọc. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trôi nổi tại tầng trời thấp sơn phong hư ảnh bên trong. Thoải mái đủ chứ, hiện tại nên ta. Đem tiếng hét lớn truyền ra lúc đỗ thiếu phủ cùng sơn phong hư ảnh tương liên. Hoàn toàn giống nhất thể, giống như vật thật, vô cùng vô tận bá đạo uy thế tịch quyền.